Bất bại chiến thần. Dương Thanh. Tập 11. Tôi muốn nghe sự thật. Tần Thanh Tâm ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh. Lớp khăn mềm mại bị bầu ngực đẩy lên, có thể mơ hồ nhìn thấy khe rãnh mê người. Khăn tắm rất nhỏ, cô cố gắng che chắn nửa thân trên và đùi non, trên đó dính vài giọt nước long lanh chưa kịp khô. Dương Thanh chăm chú nhìn Tần Thanh Tâm, chỉ muốn ăn sạch cô. Tần Thanh Tâm đỏ mặt thẹn thùng, nhưng đáy mắt lại lóe lên sự đắc ý. Hai người ở cùng phòng lâu như vậy nhưng Dương Thanh chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Cô vốn tưởng mình không đủ quyết sũ, thì ra anh cũng không thể chống cự lại mình. Dương Thanh không làm gì là vì tôn trọng cô. Nghĩ vậy, ánh mắt cô dịu dàng hơn hẳn. Mặc dù đêm đầu tiên của hai người là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cô phải thừa nhận bản thân rất may mắn vì gặp được người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm như anh. Hi hi! Tần Thanh Tâm bị bộ dạng của Dương Thanh chọc cho bật cười. Nụ cười xinh đẹp của cô khiến Dương Thanh ngây người. Nàng liếc mắt mỉm cười, đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ câu thơ này dùng để miêu tả cảnh tượng hiện giờ. Đồ ngốc, mau đi tắm đi. Tần Thanh Tâm trừng mắt nhìn Dương Thanh, thẹn thùng mắng. Hả, à, à. Dương Thanh hoảng hốt chạy vào nhà tắm. Trong phòng tắm, Dương Thanh thấp thỏm không biết phải đối diện với chuyện sắp xảy ra như thế nào. Không chỉ hưng phấn lạ thường, anh còn cảm thấy căng thẳng hơn cả khi vật lộn với cái chết trên chiến trường. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh lại bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời. Tiêu Tiêu vốn đã bị Tần Y dẫn đi lại đang giúp trong ngực Tần Thanh Tâm cười khanh khách nhìn anh, bố, Tiêu Tiêu biết bố mẹ không muốn xa con nên con về với bố mẹ rồi nè. Dương Thanh dở khóc dở cười, chờ mãi Tần Thanh Tâm mới chủ động hiến thân lại bị con gái chen vào. Tần Thanh Tâm cũng ngượng ngùng giải thích, con bé tự chạy về. Dương Thanh bất lực lắc đầu, thế thì ngủ đi. Sao mẹ không mặc quần áo? Bố ơi con muốn nghe kể chuyện. Mẹ ơi con muốn uống nước. Đêm nay là một đêm không ngủ. Ngày thường Tiêu Tiêu ngủ rất sớm nhưng hôm nay lại thức tới hơn nửa đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, Dương Thanh tập luyện xong trở về gặp Tần Y đang bê hai cốc sữa nóng ra khỏi phòng bếp. Cô ta cười xấu xa hỏi, tối qua anh rể có thoải mái không? Xin lỗi anh nha, tại em không giữ được con bé lại. Nhưng anh không cần vội, chờ thêm vài ngày nữa đi. Đợt này để em đưa đón Tiêu Tiêu đi học, bồi dưỡng tình cảm với con bé. Anh sẽ được hưởng thụ thế giới hai người sớm thôi. Tần Y tinh nghịch trêu chọc. Tần Y em lại ngứa ra rồi phải không? Chợt giọng nói của Tần Thanh Tâm vang lên. Cô đang bế Tiêu Tiêu đi xuống, mặt mày giận dữ. Tần Y vội ngậm miệng đi tới đón Tiêu Tiêu, cười hỏi, lần trước Tiêu Tiêu nói muốn có em trai đúng không? Tiêu Tiêu lập tức gật đầu lia lịa. Tần Y lại nói, vậy thì từ hôm nay cháu phải ngủ với gì? Tại sao ạ? Tiêu Tiêu ngơ ngác không hiểu. Phải để bố mẹ ngủ riêng mới sinh em trai cho cháu được, Tần Y kiên nhẫn giải thích. Tiêu Tiêu bĩu môi nhìn Tần Y, nhưng cháu vừa muốn ngủ với mẹ, vừa muốn có em trai cơ. Vậy thì hết cách rồi. Nếu cháu không chịu ngủ với gì, mẹ cháu không sinh em trai được đâu. Tần Y tinh danh dụ dỗ Tiêu Tiêu. Dì ơi cháu có cách rồi. Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, vui sướng nói, từ giờ cháu ngủ với mẹ, dì ngủ với bố là dì có thể sinh em trai cho cháu rồi. Nghe vậy, ba người đồng loạt hóa đá. Một lúc lâu sau, Tần Y mới ngượng ngùng nói, mọi người ăn đi, em đi làm trước. Dứt lời, cô ta chạy vọt đi. Mẹ ơi, sao dì không ăn sáng? Tiêu Tiêu ngây ngô hỏi, không hề biết câu nói vừa rồi của mình có sức sát thương mạnh thế nào. Tần Thanh Tâm cũng đỏ mặt lườm Dương Thanh rồi dặn dò cô bé, sau này không được nhắc đến chuyện sinh em trai. Nếu không mẹ không yêu con nữa. Tiêu Tiêu ỉu xìu, Dương Thanh thấy vậy vội nói, Tiêu Tiêu mau ăn sáng đi, sắp muộn học rồi. Dương Thanh tiếp tục đưa Tiêu Tiêu tới trường, đưa Tần Thanh Tâm đến tập đoàn Tam Hòa rồi mới rời đi. Tại nhà họ Trang, không ai dám kể chuyện xảy ra tối hôm qua ra ngoài. Sáng sớm tinh mơ người nhà họ Mạnh đã tìm tới. Trong phòng khách nhà họ Trang có một xác chết nằm trên đất. Chính là Hồng Thiên Nhai bị Tiền Bưu lấy mạng tối qua. Người ngồi trên vị trí cao nhất còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Còn chủ gia tộc nhà họ Trang lại ngồi ở bên trái người đó. Có thể thấy địa vị của người kia rất cao. Mong ông chủ Trang hãy kể lại rõ ràng chuyện tối qua. Nếu dám giấu giếm điều gì,
tôi nghĩ nhà họ Trang cũng không cần tồn tại nữa. Người trẻ tuổi kia chợt lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng tràn ngập uy hiếp. Trang Kiến Thiết không khỏi run lên, lão ta biết rõ người trước mặt có năng lực hủy diệt nhà họ Trang. Bởi vì đây là người xuất sắc nhất đời thứ ba nhà họ Mạnh, Mạnh Huy. Mạnh Huy và Mạnh Xuyên đều là đời thứ ba của nhà họ Mạnh nhưng địa vị trong nhà họ Mạnh lại khác xa một trời một vực. Mạnh Huy là người duy nhất trong đời thứ ba nhà họ Mạnh được xưng là cậu chủ Mạnh. Tối qua đột nhiên có một chiếc xe tông thẳng vào chỗ Lão Hồng ở. Chúng tôi đến nơi thì Lão Hồng đã bị giết, Trang Kiến Thiết vội vàng đáp lại. Mạnh Huy híp mắt nhìn chằm chằm lão ta, thật sự như vậy sao? Trang Kiến Thiết cắn răng nói, tôi nói thật mà, có thể chắc chắn chuyện này liên quan tới thằng nhãi tên Dương Thanh kia. Tối qua sau khi không tìm thấy tiền bưu, Trang Kiến Thiết đã tập hợp toàn bộ người nhà họ Trang lại thương lượng cách đối phó sự truy hỏi của nhà họ Mạnh. Nếu kể lại toàn bộ sự thật, nhất định nhà họ Mạnh sẽ trách tội, bởi vì Trang Kiến Thiết do dự nên tiền bưu mới có cơ hội chạy trốn. Để bảo vệ gia tộc, Trang Kiến Thiết phải giấu giếm sự thật. Mạnh Huy nghiêm mặt lại, tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Mau nói cho tôi biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Toàn thân Trang Kiến Thiết ướt đẫm mồ hôi. Lão ta không dám chắc Mạnh Huy đang lừa mình hay là đã biết được sự thật. Trong khi lão ta đang do dự, Mạnh Huy chợt cao giọng nói với mọi người, tôi cho các người cơ hội đổi đời. Ai dám nói ra sự thật, người đó sẽ là chủ gia tộc họ Trang. Câu nói này khiến rất nhiều người dục dịch. Trang Kiến Thiết thầm nghĩ không ổn, vội lên tiếng, cậu chủ Mạnh, tôi nói. Tôi nói, đoàng. Trang Kiến Thiết chưa kịp nói hết câu, trên trán đã xuất hiện một lỗ máu, cơ thể cứng đờ ngã xuống. Chỉ thấy vệ sĩ sau lưng Mạnh Huy cất khẩu súng câu vào trong áo như chưa hề xảy ra chuyện gì. Phòng khách chìm vào im lặng, ai cũng sợ hãi run rẩy. Không ngờ cậu chủ Mạnh lại ra tay dứt khoát gọn gàng như vậy, nói giết là giết. Đây chính là kết cục của kẻ dám lừa gạt tôi. Mạnh Huy vô tình nói, lạnh lùng nhìn từng người, hỏi lần nữa, ai có thể nói cho tôi biết sự thật của chuyện tối qua? Không có tư cách vào nhà. Vẻ mặt Mạnh Huy rất bình tĩnh nhưng lại khiến đám người nhà họ Trang sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Chủ gia tộc bị giết hại nhưng không ai dám tỏ ra bất mãn. Tôi nói, tôi nói, tôi nói. Chẳng mấy chốc, bọn họ thi nhau xin trả lời. Mạnh Huy nhếch miệng chỉ vào một người, ông nói đi. Người bị chỉ là Trang Thánh, người ưu tú nhất của thế hệ này, cũng là chủ nhân cũ của vị trí người thừa kế. Trang Thánh vội nói, tối hôm qua chúng tôi đang họp bàn cách đối phó Dương Thanh thì có một chiếc xe Jeep lao thẳng vào biệt thự Lão Hồng đang ở, Trang Thánh kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Nghe ông ta nói xong, Mạnh Huy gật đầu suy tư. Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng, tóm lại là Lão Hồng bị một người tên Tiền Bưu giết chết. Lúc đầu nhà họ Trang các người vốn có cơ hội bắt ông ta lại nhưng vì Trang Kiến Thiết do dự nên ông ta trốn được, tôi nói đúng chứ? Đúng là như vậy. Trang Thánh lập tức đáp lời. Sao cái tên Tiền Bưu này quen vậy? Mạnh Huy thấp giọng lẩm bẩm. Lúc trước nhà họ Dương ở Châu Thành có một cao thủ tên là Tiền Bưu, thực lực mạnh mẽ, am hiểu ám sát, được xưng là người mạnh nhất Châu Thành. Người đàn ông trung niên sau lưng Mạnh Huy chợt lên tiếng. Nhà họ Dương ở Châu Thành, gia tộc bị hủy diệt trong một đêm vào mấy tháng trước sao? Mạnh Huy hỏi lại. Chính là gia tộc đó, người kia đáp. Điều tra lai lịch Tiền Bưu cho tôi. Dứt lời, Mạnh Huy đứng dậy nhìn Trang Thánh, từ nay trở đi ông chính là chủ của nhà họ Trang. Ai dám phản đối cứ nói với tôi. Nghe vậy, Trang Thánh mừng rỡ khom người nói, cảm ơn cậu chủ Mạnh. Mạnh Huy nhìn sang thi thể của Hồng Thiên Nhai, dặn dò Trang Thánh, các người lo chuyện hậu sự cho Lão Hồng đi. Chuyện này dừng ở đây, đừng gây chuyện với Dương Thanh nữa hiểu chưa? Vâng ạ. Mặc dù Trang Thánh không biết tại sao Mạnh Huy không cho bọn họ ra tay với Dương Thanh nhưng ông ta hiểu từ nay trở đi, nhà họ Trang phải nghe theo nhà họ Mạnh. Trên đường trở về tỉnh Lỵ, tài xế hỏi Mạnh Huy, lần này cậu mất cao thủ mạnh nhất là Hồng Thiên Nhai, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Mạnh Huy cười lạnh một tiếng, người của tôi sao có thể muốn giết là giết được. Cứ để đó sẽ có người giải quyết cậu ta. Tin tức Trang Kiến Thiết qua đời nhanh chóng truyền ra khắp Giang Hải. Nhà họ Trang chỉ nói Trang Kiến Thiết chết vì bệnh tật chứ không ai biết rõ nguyên nhân thật sự là gì. Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra chuyện này rất kỳ lạ.
Cháu trai của Trang Kiến Thiết mới mất 3 ngày trước, bây giờ lại đến lượt lão ta. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Dương Thanh. Không phải bọn họ biết Dương Thanh giết Trang Tất Phàm mà là vì 3 ngày trước hai người xảy ra xích mích trong buổi đấu giá trên tầng cao nhất của Club Long Đằng. Ngay sau đó Trang Tất Phàm liền về chầu trời. Tuy nhà họ Trang không nói tại sao Trang Tất Phàm chết nhưng ai cũng hiểu chuyện này chắc chắn liên quan đến Dương Thanh. Tại biệt thự riêng biệt của Quan Chính Sơn trong nhà họ Quan. Dương Thanh ngồi chính giữa, Quan Chính Sơn ngồi bên cạnh. Cậu Thanh, vừa có tin Trang Kiến Thiết qua đời vì bệnh tật. Quan Chính Sơn bỗng nói, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dương Thanh chỉ hơi sững sờ rồi lập tức cười lạnh hỏi, ông nghĩ cái chết của Trang Kiến Thiết liên quan tới tôi à? Quan Chính Sơn vội lắc đầu, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, lão già kia vốn rất khỏe mạnh, sao có thể chết vì bệnh tật được? Chỉ e chuyện này không đơn giản như vậy. Dương Thanh không thèm lên tiếng, anh lười quản chuyện của nhà họ Trang. Nhưng anh cũng âm thầm suy đoán. Tối qua Tiền Bưu giết người nhà họ Mạnh tại biệt thự nhà họ Trang, hôm nay Trang Kiến Thiết mất mạng. Anh đoán chuyện này liên quan tới nhà họ Mạnh, nghĩ tới nhà họ Mạnh, hai mắt Dương Thanh lóe sáng. Thực ra anh chưa từng động tới nhà họ Mạnh nhưng bọn họ lại 5 lần 7 lượt đối phó anh. Đầu tiên là chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, Bành Cương nhảy lầu tự sát gây nên tranh cãi, khiến công ty gặp phiền phức. Lần thứ hai là anh và Tần Y cùng đi khu vui chơi bị trục trộm. Lần thứ ba là Ngụy Tường của nhà họ Ngụy ép anh bán lại dinh thự Vân Phong. Tất cả đều có liên quan đến nhà họ Mạnh. Ngoài ra, từ khi chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh được thành lập thường xuyên gặp phải đủ loại phiền phức lớn nhỏ. Ông biết được bao nhiêu về nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Quan Chính Sơn đáp, thế lực ở tỉnh Lỵ khá phức tạp, số lượng gia tộc đông đảo. Nhà họ Mạnh được coi là gia tộc có địa vị khá cao tại tỉnh Lỵ. Nghe nói nhà họ Mạnh được 1 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô nâng đỡ, cụ thể là nhà nào thì tôi không biết. Tôi không biết quá nhiều về nhà họ Mạnh, chỉ nghe ngóng được một ít tin tức này thôi. Dương Thanh khẽ gật đầu, anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng anh có thể chắc chắn nhà họ Mạnh có quan hệ với gia tộc Vũ Văn. Mấy ngày tiếp theo sóng yên biển lặng. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vẫn chưa thể tiến gần thêm một bước. Tối nào Tiêu Tiêu cũng dính lấy Tần Thanh Tâm, hai vợ chồng không dám làm gì. Mặc dù chưa làm gì nhưng tình cảm giữa hai người đã tốt hơn rất nhiều. Ngày kia anh họ của em làm đám cưới. Mẹ em nói mai phải qua giúp đỡ. Tối thứ sáu, trên đường Dương Thanh đón Tần Thanh Tâm về nhà. Cô đột nhiên lên tiếng. Chúng ta đương nhiên phải tham gia đám cưới của anh họ rồi. Anh đi với em, Dương Thanh cười đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy cô bối rối, Dương Thanh nghi ngờ hỏi, em không muốn anh đi à? Tần Thanh Tâm nói, em sợ bọn họ sỉ nhục anh. Nghe vậy, Dương Thanh cảm thấy vô cùng ấm áp, chỉ kẻ yếu mới đấu võ mồm. Em yên tâm, nếu bọn họ thật sự nói gì quá đáng thì cứ kệ họ. Anh không sao đâu. Dương Thanh nhớ rõ lần đầu tiên rời khỏi biên giới phía Bắc trở về biệt thự nhà họ Tần, đám họ hàng nhà Châu Ngọc Thúy đã nhìn anh như thế nào. Nhưng đối với anh, bọn họ chỉ là loại sâu kiến, không có tư cách khiến anh phải bận tâm. Được rồi, ngày mai mình cùng đi nhé. Giọng điệu của Tần Thanh Tâm hơi miễn cưỡng. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà cùng lên đường. Tần Y lái Maserati đi đón Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng. 3 người nhà Dương Thanh đi xe phế Tần. Dương Thanh không ngờ nhà mẹ đẻ của Châu Ngọc Thúy ở Châu Thành. Đi từ Giang Hải tới đó chỉ mất nửa tiếng. Anh từng tới Châu Thành rồi à? Thấy Dương Thanh lái băng băng trên đường không cần nhìn bản đồ, Tần Thanh Tâm tò mò hỏi. Anh mỉm cười đáp, đâu chỉ từng tới, tập đoàn Thành Hà thuộc sở hữu của anh mà. Tần Thanh Tâm trợn mắt nói, tập đoàn Thành Hà là doanh nghiệp lớn nhất Châu Thành, nghe nói là của nhà họ Dương. Sau khi nhà họ Dương bị hủy diệt vì đắc tội ông lớn nào đó, tập đoàn Thành Hà đã được chuyển nhượng cho người khác. Có thể nói địa vị của tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành ngang bằng với một gia tộc hàng đầu. Rõ ràng Tần Thanh Tâm không tin lời anh. Dù cô biết anh rất giỏi, cũng rất giàu có nhưng không thể tin anh là người nắm giữ tập đoàn Thành Hà. Dương Thanh cảm thấy bất lực, chỉ gượng cười không giải thích gì thêm. Anh cũng đâu thể nói cho cô biết nhà họ Dương bị anh hủy diệt. Dương Thanh lái xe theo chỉ dẫn của Tần Thanh Tâm thêm nửa tiếng nữa là tới một khu nhà khang trang ở nông thôn. Đây là nhà của bố mẹ Châu Ngọc Thúy,
sân vườn rộng hơn 1000 m². Bên trong có hai căn biệt thự trông rất hùng vĩ. Nơi đây có thể coi là chỗ ở tốt nhất trong vùng nông thôn này. Chị đến rồi à? Dương Thanh đỗ xe ở ngoài cổng, Tần Y tươi cười đi tới. Sau lưng cô ta có một đôi nam nữ, cô gái khoảng chừng 23, 24 tuổi, trang điểm rất đậm. Chàng trai khoảng 30 tuổi mặc một bộ quần áo của Armani, tay đeo đồng hồ Rolex, có vẻ là một người thành đạt. Chị họ, em nhớ chị lắm đấy. Cô gái nhiệt tình chạy tới ôm chầm Tần Thanh Tâm. Cô ta tên Trịnh Mỹ Linh, em họ của Tần Thanh Tâm, con gái của dì cô. Nào, Tiêu Tiêu lại đây để dì bế một cái. Trịnh Mỹ Linh chào hỏi Tần Thanh Tâm xong lại ôm chầm Tiêu Tiêu thơm lên má cô bé. Mỹ Linh, chú dì cũng tới rồi hả em? Tần Thanh Tâm cười hỏi. Trịnh Mỹ Linh lập tức gật đầu, cả nhà em đến từ hôm qua. Dứt lời, cô ta chợt nhớ tới gì đó, vội kéo Tần Thanh Tâm đi lên, em giới thiệu cho chị một người bạn. Anh ấy là Trần Anh Hào, con cháu của nhà họ Trần giàu có nhất ở Châu Thành, trong lúc học thạc sĩ đã sáng lập ra tập đoàn Anh Hào. Nói ra anh ấy cũng giỏi như chị, đều tự lập nghiệp ngay từ khi còn học đại học. Trịnh Mỹ Linh nhiệt tình giới thiệu. Xin chào, tôi nghe Mỹ Linh kể có một người chị họ là người đẹp nổi danh Giang Hải. Hôm nay được gặp quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Trần Anh Hào mỉm cười, chủ động giơ tay với Tần Thanh Tâm. Còn Dương Thanh đứng cạnh lại bị Trịnh Mỹ Linh ngó lơ. Tần Thanh Tâm không bắt tay anh ta, chỉ lạnh lùng nói, chào anh. Nói xong, cô chủ động nắm tay Dương Thanh dịu dàng nói, chồng ơi, mình đi chào ông bà ngoại đi. Được. Dương Thanh mỉm cười đi theo Tần Thanh Tâm, nhưng hai người chưa kịp đi vào đã bị Trịnh Mỹ Linh chặn lại. Anh trai em kết hôn, chỉ mời nhà chị chứ không mời người ngoài. Anh ta không có tư cách vào đây. Trịnh Mỹ Linh lườm Dương Thanh rồi nói. Cháu rể. Nghe vậy, mặt Tần Thanh Tâm và Tần Y đều biến sắc. Mỹ Linh, anh ấy là anh rể của em, sao lại là người ngoài? Tần Thanh Tâm không vui nói. Thực ra cô đã đoán trước được chuyện này. Dương Thanh cũng đã nói sẽ không để bụng. Nhưng cô vẫn không muốn nghe người khác nói xấu Dương Thanh. Trần Anh Hào cong môi nở nụ cười châm chọc. Trịnh Mỹ Linh xem thường nhìn Dương Thanh. Chẳng lẽ chị đã quên lúc chị kết hôn với đồ vô dụng này, ông ngoại không hề chấp nhận, không thèm đi dự đám cưới của hai người sao? Chị nghĩ ông ngoại sẽ cho anh ta vào nhà à? Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ bừng. Hôm qua cô do dự không muốn Dương Thanh đi chính là vì chuyện này. 5 năm trước, đám cưới của cô và Dương Thanh khiến toàn bộ Giang Hải chấn động. Nhà họ Châu không phải gia tộc có tiếng gì nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay từ đầu, ông cụ Châu đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này, cũng chưa từng nhận Dương Thanh là cháu rể. Lần này là đám cưới của con cháu đời thứ ba nhà họ Châu. Sao ông cụ Châu có thể cho Dương Thanh tham gia ngày lễ quan trọng như vậy? Dương Thanh, nếu anh biết điều thì đừng dây dưa với chị họ tôi nữa. Bây giờ chị ấy là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa. Anh chỉ là thằng ở rể ăn hại, không có tư cách ở bên chị ấy. Anh biết anh ấy là ai không? Là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, một trong hai gia tộc đứng đầu Châu Thành đấy. Tôi cũng chẳng thèm giấu anh, ông ngoại đã cho phép anh Hào gặp gỡ chị họ, nếu được sẽ gả chị họ cho anh ấy. Chỉ cần chị họ gả cho anh Hào, chị ấy sẽ là bà chủ tương lai của nhà họ Trần. Anh biết có nghĩa là gì không? Thôi bỏ đi, nói mấy chuyện này với anh đúng là phí lời. Dù sao anh cũng không hiểu, Trịnh Mỹ Linh cười lạnh, nói toạc mục đích của Trần Anh Hào. Trịnh Mỹ Linh, em câm miệng lại đi. Không được sỉ nhục anh rể của chị. Tần Y im lặng nãy giờ cũng không chịu nổi nữa, hét ầm lên. Đối với cô ta, Dương Thanh không chỉ là anh rể mà còn là người anh trai thân thiết. Thấy anh bị Trịnh Mỹ Linh mắng chửi như vậy, cô ta không nhịn được. Y, chị bị làm sao vậy? Nếu em nhớ không nhầm trước kia chị cũng ghét anh ta lắm mà. Sao bây giờ lại gọi là anh rể? Trịnh Mỹ Linh tỏ ra ngạc nhiên. Không hề tức giận vì Tần Y nổi giận với mình. Cô ta biết rõ bây giờ Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Nhãn Thanh, lớn hơn tập đoàn Tam Hòa rất nhiều. Cả Châu Thành cũng chỉ có tập đoàn Thành Hà có thể sánh được với tập đoàn Nhãn Thanh. Cô ta không dám đắc tội Tần Y. Sắc mặt của Tần Thanh Tâm cũng cực kỳ khó coi, Mỹ Linh, chị nói cho em biết, cho dù Dương Thanh là ai thì anh ấy vẫn là chồng chị. Cả đời này chị sẽ không rời xa anh ấy. Dứt lời,
Cô kiên định nắm chặt tay Dương Thanh nói với anh, chồng, em dẫn anh đi gặp ông bà ngoại trước. Không ai có thể thay đổi sự thật chúng ta là vợ chồng. Dương Thanh cảm nhận được cô đang quyết tâm dẫn anh đi gặp người nhà họ Châu. Trịnh Mỹ Linh vô cùng kinh ngạc, cô ta nhớ rõ trước kia Tần Thanh Tâm và Tần Y ghét bỏ Dương Thanh đến mức nào, vậy mà giờ đây hai chị em họ lại vì anh mà nổi giận với cô ta. Tần Y lạnh lùng nhìn Trần Anh Hào, anh rể tôi nóng tính lắm. Tôi khuyên anh đừng trêu chọc anh ấy, hối hận không kịp đâu. Tuy Tần Y không hiểu Dương Thanh bằng Tần Thanh Tâm nhưng cô ta rất thông minh, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của anh. Cô ta thấy kể cả Trần Anh Hào là người của gia tộc đứng đầu Châu Thành cũng không phải là đối thủ của Dương Thanh. Trần Anh Hào đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tần Y, bỗng nhiên cười nhạo nói, ai dám ngăn cản Trần Anh Hào tôi đoạt phụ nữ. Trịnh Mỹ Linh cũng cười lạnh, tỏ vẻ khinh bỉ, anh Hào yên tâm, anh ta chỉ là một thằng vô dụng, không có tư cách cưới chị họ em đâu. Chắc chắn ông ngoại sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Chúng ta cũng đi vào xem sao. Trần Anh Hào cười nhạt, cất bước đi vào trong nhà. Lúc Trịnh Mỹ Linh nói cô ta có chị họ là người đẹp nổi danh Giang Hải, hắn còn khinh thường nghĩ, với thân phận của mình muốn loại phụ nữ nào chả được. Nhưng hôm nay được gặp Tần Thanh Tâm và Tần Y, hắn mới biết bọn họ là cực phẩm. Dù Tần Thanh Tâm đã kết hôn nhưng hắn không ngại chơi đùa một chút. Trong khu nhà có hai căn biệt thự, một tòa của ông bà ngoại Tần Thanh Tâm, tòa còn lại thuộc về bác của cô. Ngày mai con trai của bác sẽ kết hôn. Toàn bộ họ hàng nhà họ Châu đều tụ tập đông đủ để tham dự đám cưới ngày mai. Bọn họ đang ở trong biệt thự nơi ông bà ngoại Tần Thanh Tâm ở. Thanh Tâm, cháu tới rồi à? Tần Thanh Tâm dẫn Dương Thanh đi vào, đám họ hàng nhao nhao nhìn ra ngoài cửa. Nhưng tất cả đều không thèm nhìn Dương Thanh. Chào ông bà ngoại, các bác, chú gì ạ? Tần Thanh Tâm gượng cười nói. Mặc dù cô rất muốn Dương Thanh được mọi người công nhận nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Dương Thanh đi cạnh Tần Thanh Tâm, tay xách túi lớn túi bé. Đây là quà anh chủ động chuẩn bị cho người lớn trước khi tới. Ông ngoại, đây là trà đại hồng bào ông thích nhất, lấy từ cây trên núi Vũ gì đấy ạ? Dương Thanh phải tốn rất nhiều tiền mới mua được. Bà ngoại, đây là Quan Âm Bồ Tát mà bà tôn kính, được điêu khắc từ ngọc hòa điền thuần chất. Cũng là Dương Thanh đã nhờ người ta mang từ Hòa Điền về đấy ạ. Bác ơi, đây là... Tần Thanh Tâm như một cô cháu dâu ngoan hiền tặng quà cho từng người. Lần nào cũng nhấn mạnh là quà do Dương Thanh mua. Những người được tặng quà vốn còn rất vui vẻ, đến khi biết là Dương Thanh mua lại tỏ ra lạnh lùng. Phòng khách đang vô cùng náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Tần Thanh Tâm thấy mọi người lạnh nhạt, không ngừng cắn môi, hai mắt long lanh như sắp khóc. Cô vẫn nắm chặt tay Dương Thanh. Hừ. Chợt ông ngoại hừ lạnh một tiếng, ném túi trà Tần Thanh Tâm vừa tặng vào thùng rác. Thanh Tâm, có phải cháu nghĩ ông ngoại già rồi không biết phân biệt nên tùy tiện cầm hàng giả tới lừa ông không? Ông ngoại lạnh giọng quát. Tần Thanh Tâm lập tức thanh minh, sao cháu dám lừa gạt ông ngoại? Cháu biết cây đại hồng bào trên núi Vũ Di là gì không? Ông ngoại hừ lạnh nói, cây đại hồng bào trên núi Vũ Di đã được cho vào danh sách cần được bảo tồn, từ năm 2005 đã cấm hái lá rồi. Cho dù lấy được cũng chỉ có thể mua trong hội đấu giá. Trong lễ hội núi Vũ Di lần thứ 7 vào năm 2005, 20 gam lá trà đại hồng bào hái từ cây trên núi Vũ Di đã được bán đấu giá lên tới 208.000 tệ. Túi trà cháu tặng ít nhất cũng phải có 200 gam lá trà đúng không? Năm 2005 một túi trà như này đã có giá hơn 2 triệu rồi. Hiện giờ ít nhất cũng phải lên tới hàng chục triệu. Cháu nói gói trà hàng chục triệu này do thằng vô dụng kia mua sao? Ông ngoại hiểu rất rõ về cây đại hồng bào ở núi Vũ Di, giải thích rõ ràng rành mạch. Hiện giờ trên mặt lão ta tràn đầy tức giận. Tần Thanh Tâm sẽ không nghi ngờ Dương Thanh, đến tận lúc này cô mới biết túi trà kia đắt như vậy. Ông ngoại, trà này là thật đó ạ? Tần Thanh Tâm gấp gáp giải thích, dầm. Ông ngoại vỗ mạnh lên bàn trà, cả giận nói, cháu hỏi xem ở đây có ai tin túi trà kia là thật không? Nếu có ông lập tức nhận nó làm cháu rể. Ông ta vừa dứt lời, tất cả đều cúi đầu ngậm miệng, không ai dám mạo hiểm. Cho dù đây là đồ thật, bọn họ cũng sẽ không nói giúp Dương Thanh. Trà này là thật. Nào ngờ vẫn có người dám đứng ra xác nhận. Mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía người vừa lên tiếng. Anh chị em một nhà.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Đại Dũng bình tĩnh đi tới bên cạnh Dương Thanh. Người vừa mới lên tiếng, chính là ông ta. Con có thể chắc chắn, trà mà Dương Thanh tặng bố được lấy từ cây đại hồng bào ở núi Vũ Di thật. Tần Đại Dũng đứng bên cạnh Dương Thanh, ánh mắt nhìn về phía ông cụ Châu, nghiêm túc nói. Ông ta biết rõ Dương Thanh là người như thế nào nên tất nhiên sẽ tin tưởng anh. Dương Thanh sẽ không bao giờ lấy trà giả để tặng cho ông cụ. Ông cụ Châu rất tức giận, cơ thể khẽ run lên. Người tinh mắt đều có thể thấy lão ta không muốn chấp nhận Dương Thanh. Nhưng Tần Đại Dũng lại ngang nhiên tỏ rõ mình ủng hộ Dương Thanh. Cháu cũng chắc chắn trà này là hàng thật. Ngay sau đó, Tần Y cũng đứng dậy nói. Như vậy, cả nhà Tần Thanh Tâm, ngoại trừ Châu Ngọc Thúy đều tin trà này là hàng thật. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông cụ Châu càng thêm tức giận. Người nhà họ Châu nhìn Tần Đại Dũng với vẻ mỉa mai. Tần Đại Dũng, ông đang nói bậy bạ cái gì vậy? Châu Ngọc Thúy chợt cuống cả lên, bà ta vội vàng đứng dậy. Từ trước đến nay bà ta vẫn cho rằng, dinh thự Vân Phong mà Dương Thanh mua là do Tô Thành Vũ tặng để cảm ơn anh, còn bản thân Dương Thanh chỉ là một tên nghèo. Vừa rồi ông cụ Châu cũng đã nói, nếu trà mà Dương Thanh tặng là hàng thật thì giá trị của nó phải tới hàng chục triệu. Có đánh chết bà ta cũng không tin đó là sự thật. Tần Đại Dũng chả buồn liếc bà ta lấy một cái. Nếu không phải còn nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng với Châu Ngọc Thúy, ông ta sẽ không đời nào tới đây. Tần Đại Dũng, chú và cậu ta là người một nhà, chắc chắn là sẽ bênh vực cậu ta rồi, chú nên câm miệng lại đi. Có lẽ anh ta nghĩ mình còn là người nhà họ Tần chăng? Tôi nghe nói, nhà họ Tần sắp phá sản rồi. Kể cả không phá sản, cả nhà bọn họ cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần từ lâu rồi. Chấm. Rất nhanh, người nhà họ Châu lần lượt lên tiếng mỉa mai Tần Đại Dũng. Câm miệng hết cho tôi. Vào lúc này, cuối cùng Tần Đại Dũng cũng bùng nổ, ông ta tức giận gầm lên. Cả đại sảnh chợt yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Tần Đại Dũng với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ đều biết trước kia Tần Đại Dũng là loại người gì. Ông ta chỉ là một tên sợ vợ, ở nhà không có tiếng nói, cái gì cũng đều nghe theo Châu Ngọc Thúy. Hôm nay ông ta như đột nhiên biến thành một người khác. Trước mặt người nhà họ Châu mà không hề nể mặt Châu Ngọc Thúy, còn dám quát lớn trước mặt ông cụ Châu. Tần Đại Dũng, ông điên rồi à? Châu Ngọc Thúy cảm thấy mình bị Tần Đại Dũng làm cho mất hết thể diện, bà ta không nén nổi tức giận, hét lên. Người đàn bà đê tiện này, bà cũng câm miệng lại cho tôi. Tần Đại Dũng chỉ thẳng mặt Châu Ngọc Thúy, tức giận quát. Người nhà họ Châu chưa bao giờ nhìn thấy Tần Đại Dũng cứng rắn thế này, bọn họ đều sợ đến ngây người. Châu Ngọc Thúy cũng khiếp sợ, nghĩ tới chuyện gần đây Tần Đại Dũng vẫn luôn đòi ly hôn với bà ta. Nếu ly hôn, bà ta sẽ không chiếm được cái gì cả, nên vội vàng ngậm miệng lại. Mấy người ai nấy luôn tự cho rằng mình thanh cao, khinh thường con rể của tôi, khinh thường tôi. Vậy tôi hỏi mấy người một câu, mấy người có tư cách gì? Châu Ngọc Kiệt, 5 năm trước, công ty của con Tâm nhà tôi bị thua lỗ nặng nề. Lúc đó chính là thời điểm mấu chốt của gia đình tôi, anh dẫn theo con trai tới nhà tôi vay tiền, Châu Ngọc Thúy đã lén tôi cho các người mượn 500.000. Còn 2 căn biệt thự này, cũng là Châu Ngọc Thúy giấu tôi bỏ tiền ra xây cho bố mẹ 1 căn, anh 1 căn. Châu Ngọc Dung, 4 năm trước công ty của nhà cô suýt chút nữa phá sản, cô tới chỗ tôi vay tiền. Lúc đó, công ty của con Tâm nhà tôi vừa mới bị người ta cướp đoạt, con bé lại vừa sinh con, nó vốn đã chẳng còn mấy đồng rồi. Vậy mà cô lại lừa nó, nói cô mắc bệnh nan y, lừa nốt 300.000 còn sót lại trên người nó. Chưa hết đâu. Tôi mượn 200.000 về để chuẩn bị cho con bé Tâm, bà ta lại lén lấy đi cho cô mượn nốt. Mấy năm qua rồi, các người đã trả được cho tôi xu nào chưa? Châu Ngọc Thúy lén lút làm mấy chuyện đó sau lưng tôi, các người nghĩ tôi không biết thật à? Bây giờ mấy người sỉ nhục tôi thì cũng thôi đi, lại còn sỉ nhục con rể của tôi. Nào, các người nói cho tôi biết, các người có tư cách đó không? Tần Đại Dũng nổi trận lôi đình. Nói toạc móng heo những chuyện Châu Ngọc Thúy đã lén lút làm sau lưng mình. Châu Ngọc Thúy kinh ngạc, bà ta vẫn luôn cho rằng Tần Đại Dũng không hề hay biết những việc này. Thì ra ông ta đã biết hết thảy. Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng không biết những chuyện này, sau khi nghe Tần Đại Dũng nói, các cô mới biết. Tần Đại Dũng, chú nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi chưa từng lấy xu nào của Ngọc Thúy cả. Còn nữa,
hai căn biệt thự này là do tôi bỏ tiền xây dựng, không có đồng nào của nhà chú đâu nhé. Châu Ngọc Kiệt thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói. Ông ta là anh cả của Châu Ngọc Thúy, người kết hôn vào ngày mai chính là con trai của ông ta. Tần Đại Dũng, anh không có bằng chứng thì đừng có mà nói bừa. Đúng là tôi đã mượn con bé Tâm 300.000, nhưng chưa từng lấy cắt bạc nào của chị tôi hết. Châu Ngọc Dung cũng hét lớn, trợn mắt nói dối. Bà ta là em gái của Châu Ngọc Thúy. Lúc Dương Thanh từ biên giới phía Bắc trở về, mới vừa về tới nhà Tần Thanh Tâm, chính Châu Ngọc Dung là người đầu tiên xúc phạm anh. Tần Đại Dũng chỉ cười lạnh, nhìn Châu Ngọc Thúy, nào, bây giờ trước mặt đông đủ mọi người, bà nói cho bọn họ biết, những lời tôi vừa nói có câu nào là giả hay không. Châu Ngọc Thúy hoảng loạn, Tần Đại Dũng đã biết hết những việc mà bà ta làm. Mẹ, những lời bố con nói đều là sự thật sao? Tần Y hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Châu Ngọc Thúy chất vấn. Đôi mắt của Tần Thanh Tâm cũng đỏ bừng, đây là người mà cô đã gọi mẹ hơn 20 năm qua. Hai chị em không thể tin được những việc này đều do Châu Ngọc Thúy làm. Nếu lúc gia đình có điều kiện, bà ta chỉ cần nói một tiếng, các cô sẽ không do dự cho bác và dì mượn tiền. Nhưng Châu Ngọc Thúy lại làm những chuyện này trong lúc gia đình đang khó khăn nhất. Ngọc Thúy, cô mau nói đi. Anh và Ngọc Dung chưa từng cầm tiền của cô. Châu Ngọc Kiệt vội vàng thúc giục bà ta. Châu Ngọc Thúy đang rất đắn đo, bà ta không muốn nói ra sự thật. Nhưng nếu bà ta không chịu nói ra sự thật thì chắc chắn Tần Đại Dũng sẽ ly hôn với bà ta. Bà ta vẫn chưa moi móc hết tiền tài của Tần Đại Dũng, còn cả dinh thự Vân Phong nữa. Nếu giờ bà ta và Tần Đại Dũng ly hôn, bà ta sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Tần Đại Dũng bình tĩnh nhìn Châu Ngọc Thúy. Ông ta biết Châu Ngọc Thúy đang tính toán cái gì, cho nên trong lòng ông ta nắm chắc, Châu Ngọc Thúy sẽ nói hết sự thật. Châu Ngọc Thúy, tốt nhất là chị suy nghĩ thật kỹ xong hãy trả lời. Bố không cho phép người nhà họ Châu hãm hại lẫn nhau. Đúng lúc này, ông cụ Châu bỗng nhiên lên tiếng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Châu Ngọc Thúy. Là chủ của nhà họ Châu, đương nhiên lão ta biết rõ những chuyện Tần Đại Dũng vừa nói. Bây giờ trong đại sảnh, không chỉ có người nhà họ Châu mà còn có những họ hàng khác, thậm chí còn có người ngoài. Nếu Châu Ngọc Thúy nói ra sự thật thì đây sẽ là nỗi nhục của cả nhà họ Châu. Dương Thanh biết Châu Ngọc Thúy làm việc không biết điểm dừng, nhưng không ngờ bà ta lại quá đáng như vậy. Anh mang nhiều quà giá trị tới tặng từng người thân của Tần Thanh Tâm như vậy là vì anh muốn Tần Thanh Tâm được nở mặt nở mày, để mình được nhà họ Châu công nhận. Anh bị hiểu lầm cũng không đáng kể, Tần Đại Dũng còn kể huỵch tuệt những chuyện xấu mà Châu Ngọc Thúy đã làm. Châu Ngọc Thúy, bố nói đúng đấy, tốt nhất bà nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời. Nếu bà dám nói dối dù chỉ một câu, thứ hai tuần sau chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Tần Đại Dũng nói, thái độ cực kỳ kiên định. Nhất thời, tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn vào Châu Ngọc Thúy. Suy đoán táo bạo. Từ đầu tới cuối, Dương Thanh không nói gì, bình tĩnh nhìn mọi việc. Anh rất hài lòng về biểu hiện của Tần Đại Dũng. Không phải vì Tần Đại Dũng nói giúp anh mà vì thái độ cứng rắn của Tần Đại Dũng. Bây giờ e rằng Châu Ngọc Thúy không hề biết chuyện Tần Đại Dũng là tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, nếu không bà ta sẽ không đối xử với ông ta như thế này. Dương Thanh bảo ông ta tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà nhậm chức chỉ là cho ông ta một công việc. Bây giờ xem ra tương lai cũng sẽ có thể cho ông ta một chức vụ quan trọng hơn. Lúc này, Châu Ngọc Thúy đắn đo lắm. Một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là Tần Đại Dũng. Đối với bà ta, chắc chắn là nhà mẹ đẻ thân hơn, nếu không thì bà ta cũng chẳng giấu Tần Đại Dũng cho nhà mẹ đẻ mượn nhiều tiền đến thế. Mặt khác, bà ta cũng hiểu, nếu bà ta giấu giếm sự thật, chắc chắn Tần Đại Dũng sẽ ly hôn với bà ta. Những gì Đại Dũng nói đều là sự thật, con đã cho anh trai và em gái mượn tiền, cả hai căn biệt thự trong nhà cũng là con bỏ tiền ra xây. Do dự một lát, cuối cùng Châu Ngọc Thúy cũng nói ra sự thật. Lời bà ta nói ra khiến mọi người nhốn nháo hẳn lên. Là thật. Tần Thanh Tâm và Tần Y cũng sững người. Dù họ đã đoán được sự thật nhưng lúc Châu Ngọc Thúy chính miệng thừa nhận, họ vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Mẹ, năm xưa công ty của chị bị cướp, lại sinh Tiêu Tiêu, tình hình nhà mình thế nào, chẳng lẽ mẹ không rõ sao? Thế mà mẹ lại giấu cả nhà cho mượn một khoản tiền lớn như vậy. Tần Y đỏ hoe mắt, gào lên giận dữ, đột nhiên con nghi ngờ.
không biết rốt của con và chị có phải là con gái ruột của mẹ hay không. Châu Ngọc Thúy rùng mình, hoảng loạn giải thích, đương nhiên hai đứa là con ruột của mẹ rồi. Con nghe mẹ giải thích, mẹ xây biệt thự ở đây cũng là để giữ lại vốn liếng cho hai chị em con. Ông ngoại với cậu của con đã đồng ý với mẹ rồi, lúc bọn họ qua đời, cái nhà này sẽ là của hai đứa. Châu Ngọc Thúy, cô ăn nói bậy bạ gì thế? Châu Ngọc Thúy vừa dứt lời, Châu Ngọc Kiệt đã giận dữ quát lên, con gái gả đi như bát nước hắt đi, bố mẹ còn sống sờ sờ đây mà cô đã đòi tranh giành tài sản rồi à? Anh là con trai duy nhất của bố, cái nhà này sẽ chỉ có một mình anh kế thừa. Dù anh chết thì còn có thằng Khải, sao đến lượt con gái cô được? Hơn nữa, hai căn biệt thự trong nhà đều là tiền anh bỏ ra xây, anh cũng chưa từng mượn cô đồng nào. Châu Ngọc Kiệt cực kỳ tức giận, không hề thừa nhận mình đã mượn tiền. Châu Ngọc Dung cũng hùa vào chị, sao chị có thể vu oan cho em với anh cả thế được? Em thừa nhận là em có tìm gặp con bé Tâm mượn 300.000 nhưng em chưa hề cầm đồng nào của chị cả. Im miệng hết cho bố, khụ khụ. Cuối cùng ông cụ Châu ngồi ở vị trí đầu cũng nổi giận, quát lên rồi sau đó ho dồn dập. Bố! Người nhà họ Châu đều tái mét mặt, vội vã chạy tới. Châu Ngọc Thúy, cô xem cô chọc bố giận tới nhường nào rồi. Châu Ngọc Kiệt trừng mắt nhìn Châu Ngọc Thúy nói, sau đó lại nhìn Tần Đại Dũng, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho chú đâu. Tần Đại Dũng đang định cãi lại thì Dương Thanh kéo ông ta lại rồi lắc đầu với ông ta. Ông ta đành nén giận. Ông cụ Châu chỉ bị tái phát bệnh xuyễn, uống thuốc đặc trị là sẽ hồi phục rất nhanh. Bố không sao chứ? Châu Ngọc Thúy lo lắng hỏi. Ông cụ Châu xua tay, sau này bố không quản chuyện nhà cô nữa. Suy cho cùng, mấy người mới là người nhà, còn ông lão như bố lại trở thành kẻ thù. Dương Thanh, đều tại thằng ăn hại là anh, nếu không phải tại anh thì sao mọi chuyện lại ầm ĩ như thế này? Anh cút đi, nhà họ Châu không chào đón anh. Trịnh Mỹ Linh bước tới trước mặt Dương Thanh, chỉ vào anh rồi giống giận. Tần Thanh Tâm đang định nói gì đó thì Dương Thanh khẽ kéo cô lại, thế này đi. Em ở đây với Tiêu Tiêu, anh với bố ra ở khách sạn. Sáng mai bọn anh tới thẳng địa điểm tổ chức tiệc cưới của anh họ. Dương Thanh có thể nhìn ra nét khó xử trên mặt Tần Thanh Tâm. Một bên là bố và chồng, một bên là ông ngoại, cô bị kẹp ở chính giữa rất khó xử. Dù sao cũng là người thân, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà cắt đứt tình cảm với nhau được. Vừa nãy Tần Đại Dũng đã gây chuyện, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ rước bực vào thân. Chỉ bằng hai người cùng ra ngoài ở. Anh rể, em với hai người cùng ra ở khách sạn. Tần Y nói một cách quả quyết, không hề do dự. Dương Thanh khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô ta, có em ở đây anh mới yên tâm, đừng để chị em bị người khác bắt nạt. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Dương Thanh, Tần Y cực kỳ ngưỡng mộ Tần Thanh Tâm. Sau một thoáng do dự, cô ta gật đầu, anh rể yên tâm đi, có em ở đây, không ai có thể bắt nạt được chị. Được. Dương Thanh bế Tiêu Tiêu một lát rồi nói với Tần Đại Dũng, bố, chúng ta đi trước thôi. Cứ như vậy, hai người rời khỏi nhà họ Châu. Dương Thanh lái chiếc Phaeton khiêm tốn đi thẳng vào trung tâm thành phố Châu Thành. Nhà họ Châu ở nông thôn, trông có vẻ nhà cao cửa rộng, còn có hai biệt thự nhỏ, nhưng thực tế tổng giá trị cũng chỉ tầm 2 triệu thôi. Đối với Dương Thanh, chừng đó không đủ nhét kẽ răng. Sớm biết thế này đã chẳng đến. Rước bực vào người. Trên đường đi, Tần Đại Dũng rất hậm hực. Dương Thanh khẽ cười, bố, nói thế nào thì bây giờ bố cũng là tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà rồi, không thể vì chuyện nhỏ này mà giận đến mờ tâm trí được. Tần Đại Dũng chua xót lắc đầu, chỉ là bố tức lắm. Con đàn bà khốn kiếp Châu Ngọc Thúy kia lại giấu bố làm nhiều chuyện như vậy. Vừa nãy con cũng đã thấy rồi đó, bộ mặt thật của đám người nhà họ Châu đã bày hết ra đó rồi còn gì. Lúc trước nhà họ Tần còn đang ở thời kỳ huy hoàng thì người nhà họ Châu có ai dám hó hé gì trước mặt bố đâu cơ chứ. Bây giờ nhà họ Tần lụn bại rồi, chúng ta cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần. Thế nên người nhà họ Châu khinh thường bố, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Bố nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua, lần này là lần cuối bố tới nhà họ Châu, nếu bố còn tới nhà họ Châu nữa thì bố là thằng khốn. Dương Thanh, bố nói với con. Tần Đại Dũng bực tức trong lòng, suốt dọc đường nói liến thoáng, toàn là kể chuyện người nhà họ Châu. Dương Thanh vẫn luôn im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lời,
giúp Tần Đại Dũng giải tỏa buồn bực trong lòng. Dương Thanh, con nhất định phải đề phòng người đàn bà Châu Ngọc Thúy đó. Bà ta đã mở mắt vì tiền rồi, bà ta có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền đấy, con tuyệt đối đừng cho bà ta bước chân vào dinh thự Vân Phong nữa. Tần Đại Dũng đột nhiên nghiêm mặt dặn dò anh. Dương Thanh thấy hơi kinh ngạc, anh cứ cảm thấy hình như Tần Đại Dũng có giấu một bí mật gì đó. Con biết rồi. Dương Thanh trả lời. Anh đã nhận ra, hình như Châu Ngọc Thúy rất sợ phải ly hôn với Tần Đại Dũng. Trước đây, Tần Đại Dũng đã lấy chuyện ly hôn ra để ép Châu Ngọc Thúy phải dọn khỏi dinh thự Vân Phong. Vừa nãy, Tần Đại Dũng cũng lấy chuyện ly hôn ra để ép Châu Ngọc Thúy nói sự thật. Dương Thanh không cho rằng Châu Ngọc Thúy vì yêu Tần Đại Dũng mới không chịu ly hôn. Nếu bà ta thật sự yêu Tần Đại Dũng thì làm gì có chuyện bà ta không một lần đến thăm khi Tần Đại Dũng bị đánh đến nỗi phải nhập viện. Trong lòng Dương Thanh có một suy đoán rất táo bạo, nhưng chuyện này liên quan nhiều người, anh không dám hỏi, cũng không muốn đi điều tra. Vì nếu sự thật giống như những gì anh suy đoán thì đó là một cú đả kích rất lớn cho cả Tần Thanh Tâm lẫn Tần Y. Dương Thanh, có một chuyện, có lẽ bố nên nói với con. Tần Đại Dũng đắn đo một hồi rồi chợt nhìn Dương Thanh nói, thật ra Châu Ngọc Thúy không phải. Chiếc xe điên cuồng ngồi vững nhé bố. Tần Đại Dũng đang định nói tiếp, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Anh vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc Passat màu đen đâm vào chiếc Ferrari đỏ phía trước. Cùng lúc đó, Dương Thanh đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ phê tần gầm lên điên cuồng. Lao thẳng về phía chiếc Passat vừa dừng lại phía trước. Dương Thanh, mau phanh lại. Tần Đại Dũng nhìn thấy cảnh này sợ ngây người, la lớn lên. Nhưng lúc ông ấy la lên, thì cũng đã muộn rồi. Lực đâm quá mạnh, chiếc Phaeton bị văng ra giữa đường, rồi dừng lại bên lề. Túi khí trong xe tự động bung ra, Dương Thanh và Tần Đại Dũng vốn đã cài dây an toàn, lúc này đầu đập vào túi khí nên không hề bị thương. Chiếc Passat bị Dương Thanh đâm trúng lăn mấy vòng, bánh xe xoay vòng trên không mười mấy vòng mới dừng. Tần Đại Dũng nhìn cảnh này với vẻ mặt đờ đẫn, ông ấy nghĩ mình sắp chết sau cú va chạm vừa rồi, nhưng không ngờ lại còn sống. Nhưng hình như chiếc Passat bị Dương Thần đâm phải đã bị hư hỏng nặng, có khả năng sẽ có người tử vong. Tần Đại Dũng sững người trong chốc lát rồi vội vàng tháo dây an toàn, kích động nói, Dương Thanh, mau đổi ghế với bố. Nói xong, ông ấy liền chuẩn bị leo qua ghế lái. Hành động bản năng của Tần Đại Dũng khiến Dương Thanh cảm thấy ấm lòng, đương nhiên anh hiểu ý Tần Đại Dũng. Dương Thanh không có ý định đổi ghế với Tần Đại Dũng, anh cười nói, bố yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Đã là lúc nào rồi, con còn cười được à? Mau đổi chỗ với bố đi, đến lúc đó cứ nói bố là người lái. Cho dù có chết người, thì mọi chuyện cũng để bố gánh, không liên quan gì đến con hết. Tần Đại Dũng vô cũng lo lắng, rõ ràng bản thân rất căng thẳng, chán dịn đầy mồ hôi hột, vậy mà điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến lại là phải bảo vệ Dương Thanh. Trong lòng Dương Thanh hiểu rõ, Tần Đại Dũng sớm đã coi mình là con rể thật rồi, thậm chí còn như con trai ruột. Trong lòng ông ấy, địa vị của Dương Thanh, Tần Thanh Tâm và Tần Y là ngang nhau. Bố, con ra đó xử lý, bố cứ ngồi trong xe, không cần ra đâu. Dương Thanh không giải thích gì. Chỉ dặn Tần Đại Dũng đừng xuống xe. Không chờ Tần Đại Dũng trả lời, anh đã đẩy cửa xuống xe. Dương Thanh. Anh mới vừa xuống xe, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Dương Thanh khẽ gật đầu, đi qua bên kia, nói với Tô San đang chống tay lên cửa xe, cô không sao chứ? Tô San lắc đầu, có thể là do mới bị đụng xe nên mặt cô ta trắng bệch. Túi khí trong chiếc Ferrari đã mở hết, Tô San chỉ là bị dọa sợ chứ không có thương tích gì. Vì vừa rồi Dương Thanh nhìn thấy xe của Tô San bị chiếc Passat phía sau đâm, nên mới lao vào đâm chiếc Passat đó. Nếu không, Tô San sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể mất mạng. Anh lại cứu tôi một mạng rồi. Tô San cảm kích nói. Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà năm lần bảy lượt bị người ta ám hại vậy? Dương Thanh tò mò hỏi. Từ lúc biết Tô San đến giờ, đây đã là lần thứ hai anh thấy cô ta bị ám sát rồi. Mà lần nào cũng là tai nạn xe. Nếu không phải Tô San mạng lớn, hai lần ám sát đều gặp anh thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Tô San lắc đầu, lạnh lùng nói, có lẽ là thế lực của Giang Hải, cũng có thể là thế lực của Châu Thành,
hẳn là lo lắng mối liên hôn giữa nhà họ Tô và nhà họ Trần, chỉ cần tôi hoặc Trần Anh Tuấn chết, thì mối liên hôn này mới chấm dứt. Đúng lúc này, hai tên mặc đồ đen bước ra từ chiếc Passat. Tô San theo bản năng nấp phía sau Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng muốn giết tôi. Cô ta không ngốc, trước đây cứ có cảm giác bị theo dõi, chỉ là vẫn không thể thoát được. Hơn nữa những vụ ám sát như thế này đã xảy ra nhiều lần rồi. Có tôi ở đây, chúng không làm hại cô được đâu. Dương Thanh bình tĩnh nói. Thằng nhóc kia, là mày đâm vào xe bọn tao phải không? Lúc này, hai tên đồ con áo đen đi tới, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Thanh vậy. Bớt nói nhảm lại, làm việc chính trước đã. Một tên áo đen khác lạnh lùng nói. Người đẹp, đi với bọn anh một chuyến nào. Hai gã đi thẳng đến chỗ Tô San. Nhưng chúng chưa kịp đến trước mặt Tô San thì đã bị Dương Thanh chặn lại. Cho bọn mày 10 giây, mau nói, ai sai bọn mày đến. Ánh mắt Dương Thanh bình tĩnh, không thèm nhìn hai tên đó. Địch, thằng nhóc này với con kia là một bọn. Xử nó trước, gã đâu con nói xong thì cầm con dao găm sáng loáng lao về phía Dương Thanh. Bịch, bịch. Dương Thanh đạp nhẹ hai phát, hai gã đâu con lần lượt văng ra, nặng nề ngã xuống ven đường. Cho đến giờ phút này, hai gã mới ý thức được sự lợi hại của Dương Thanh. Một cước kia của Dương Thanh khiến chúng cảm thấy mình không phải bị đá, mà là bị xe tải đâm, không thể đứng dậy nổi. Tao khuyên chúng mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra, rốt cuộc là ai sai chúng mày tới, nếu không tao có hàng trăm cách khiến chúng mày phải khai đấy. Ánh mắt Dương Thanh tràn ngập sự lạnh lẽo, nhìn hai gã như nhìn hai cái xác. Hai gã này được phái đi ám sát Tô San, chứng tỏ thực lực không phải dạng vừa, nhưng lại không tiếp nổi một chiêu của Dương Thanh. Chúng biết, muốn giết Tô San là chuyện không thể. Thằng nhóc, cho dù mày giết bọn tao, thì bọn tao cũng sẽ không khai, đây là đạo đức nghề nghiệp. Hai tên tỏ vẻ lạnh lùng, cho dù đánh không lại, cũng không hề sợ hãi. Cô chủ, cô không sao chứ? Lúc này, hai vệ sĩ của Tô San lững thững đi đến. Vốn dĩ Dương Thanh muốn ép chúng khai ra, nhưng dù sao cũng đang đứng ngoài đường, lỡ như bị kẻ nào có ý đồ xấu nhìn thấy thì không hay. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì không nhúng tay vào vậy. Nếu người của cô đã đến rồi thì tôi giao chúng cho các người xử lý vậy. Dương Thanh nhìn Tô San nói. Tô San gật đầu, dặn dò các anh không cần đi theo tôi nữa, đưa hai tên này về nhà họ Tô tra hỏi đi. Tiểu thư, chúng tôi đi rồi, còn cô thì sao? Hai tên vệ sĩ lưỡng lự. Tô San lạnh lùng nói, vừa rồi nếu chờ các anh tới cứu, e là tôi đã bị xe đụng chết rồi. Nghe vậy, hai tên vệ sĩ tỏ vẻ hổ thẹn. Sao, lời của tôi mà các anh cũng không thèm nghe à? Thấy hai tên vệ sĩ còn do dự, Tô San tỏ vẻ không hài lòng, có anh Thanh ở đây, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Các anh mau đưa bọn chúng về nhà họ Tô đi, chỉ có cha ra là ai muốn giết tôi, thì nguy hiểm mới hoàn toàn được loại bỏ. Vâng thưa cô chủ. Hai người không do dự nữa, đánh ngất hai gã sát thủ mang đi. Dương Thanh, sao anh lại ở Châu Thành? Lúc này Tô San mới tìm được cơ hội nói chuyện với Dương Thanh. Dương Thanh nói, ngày mai là đám cưới anh họ của Tâm. Tô San nhìn đầu xe đã bị hỏng nặng của Dương Thanh, hơi ái ngại nói, vì cứu tôi mà xe anh hỏng nặng rồi. Thế này nhé, tôi đền cho anh một chiếc xe mới, anh thích xe gì? Dương Thanh lắc đầu, sửa tí là đi được ấy mà. Chiếc Phaeton này không phải xe thường, tuy đầu xe có hư hại một tí, nhưng thực tế không có vấn đề gì to tát cả. Bất luận là tính năng hay phụ tùng, đều đạt chuẩn công nghệ quân sự. Có thể nói, đây là một chiếc siêu xe khoát vỏ Phaeton. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Dương Thanh đột nhiên nói. Chiếc xe này, còn lái được không? Tô San tỏ vẻ nghi ngờ. Dương Thanh cười cười, lên xe trước. Tô San định ngồi ghế phụ lái thì phát hiện Tần Đại Dũng đã ngồi ở đó rồi. Chú Tần, chú cũng ở đây ạ. Chào hỏi xong, cô ta ra ghế sau ngồi. Dương Thanh chở Tần Đại Dũng đến khách sạn trước, rồi lại đưa Tô San đến một công ty. Dương Thanh không khỏi ngạc nhiên, công ty này chính là công ty quốc tế Anh Hào. Người tên Trần Anh Hào ở nhà họ Châu khi nãy chính là người sáng lập công ty quốc tế Anh Hào. Mà Trần Anh Hào lại là người của nhà họ Trần, lúc ở nhà họ Châu, Dương Thanh đã đoán được thân phận của Trần Anh Hào rồi. Trần Anh Tuấn chắc chắn là em trai anh ta.
Tô San đến rồi à? Tô San mới vừa xuống xe, đột nhiên một giọng nói vui mừng cất lên. Người đàn ông đang nói chính là Trần Anh Tuấn, người có hôn ước từ nhỏ với Tô San. Nhưng khi anh ta vừa mới dứt lời, nhìn thấy Dương Thanh đang ngồi bên ghế lái, nụ cười trên mặt liền tắt ngúm. Tô San, sao em lại ở cùng anh ta? Trần Anh Tuấn không vui hỏi. Tô San San lạnh lùng đáp, tôi ở cùng ai, anh quản được chắc. Trần Anh Tuấn không nói, chỉ hừ một tiếng, nhìn Dương Thanh nói, thằng nhóc, lần trước tại buổi đấu giá ở Club Long Đằng, mày hại nhà họ Trần tao bị mãnh ký cho đuổi ra khỏi cửa, không ngờ mày còn dám đến Châu Thành. Dương Thanh chỉ điềm đạm nhìn anh ta một cái, rồi nhìn Tô San nói, cô cứ bận việc của cô đi, tôi phải đi rồi, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi. Tô San đột nhiên hỏi, tối nay anh có rảnh không? Tôi mời anh đi ăn. Mai mới đám cưới, tối cũng không bận gì, nên Dương Thanh gật đầu, được, tối gặp. Bị Dương Thanh phớt lờ, sắc mặt Trần Anh Tuấn đen như đít nồi, đứng chặn trước đầu xe, hung dữ nói, Dương Thanh. Mày hẹn vợ chưa cưới của tao đi ăn tối trước mặt tao, có phải quá là không nể mặt tao rồi không? Tránh ra! Dương Thanh quát rồi khởi động xe luôn. Mày có giỏi thì đâm ông đây thử xem. Trần Anh Tuấn thẹn quá thành giận. Ầm! Tiếng động cơ điên cuồng, Dương Thanh thật sự đã đạp chân ga. Phải chết! Trần Anh Tuấn vô cùng hoảng sợ, không ngờ Dương Thanh dám lái xe đâm mình. Trong mắt Tô San cũng ngập tràn kinh ngạc, giơ tay che miệng. Kít! Khi Trần Anh Tuấn và Tô San đều tưởng Dương Thanh sắp đâm vào, chiếc Phaeton sắp nát đầu kia đột nhiên phanh gấp vòng qua. Chiếc xe lướt qua quần áo của Trần Anh Tuấn, khiến anh ta run rẩy toát mồ hôi lạnh. Bịch, Trần Anh Tuấn ngồi bệt xuống đất, sững người. Tô San chỉ khinh thường liếc nhìn anh ta một cái rồi quay người đi vào tập đoàn Anh Hào. Nói là đến bàn chuyện hợp tác giữa nhà họ Tô và nhà họ Trần nhưng thực tế là Tô Thành Vũ muốn Tô San và Trần Anh Tuấn mau chóng thành đôi. Chỉ khi kết hợp với một gia tộc đứng đầu của thành phố khác, địa vị của cả hai mới có thể nâng lên. Ngoài cổng tập đoàn Anh Hào chật kín người vây xem bộ dạng chật vật của Trần Anh Tuấn. Người nào quen anh ta đều giả bộ không thấy, nhanh chóng rời đi, người không quen thì vô tư chê cười. Trần Anh Tuấn bò lồm cồm dậy, mặt mày hung dữ nghiến răng nghiến lợi gào lên, Dương Thanh, tao muốn mày phải chết. Từ khi bị Hồng Phúc đuổi khỏi nhà đấu giá mạnh ký trước mặt mọi người, Trần Anh Tuấn bắt đầu muốn diệt trừ Dương Thanh. Nhưng khi về nhà anh ta lại bị bố mắng một trận tơi bời. Chủ gia tộc họ Trần dễ dàng điều tra ra được lai lịch của Dương Thanh. Nhưng lão ta chỉ tra ra những tin tức bề nổi, còn về thân phận tướng quân biên giới phía Bắc của anh, đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không tra ra được chứ đừng nói là lão ta. Trần Anh Tuấn muốn trả thù, chủ gia tộc họ Trần lại giận dữ nói, anh Tuấn. Ông cảnh cáo cháu không được trêu chọc Dương Thanh nữa. Thân phận cậu ta không đơn giản đâu. Thằng đó chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ thôi mà, sao phải cẩn thận vậy? Cháu nghĩ kẻ vô dụng trong mắt mọi người có thể sở hữu thẻ đen của Ngân hàng Thế giới sao? Đến cả ông cũng chưa có tư cách đó. Ngày thứ hai sau khi chủ gia tộc nhà họ Trần cảnh cáo Trần Anh Tuấn, lão ta biết tin Trang Tất Phàm bị giết trước mặt người nhà họ Mạnh. Sau đó... lão ta lại nhận được tin mấy thầy trò cao thủ nhà họ Mạnh đều đã bỏ mạng. Thậm chí đến cả Hồng Thiên Nhai tiếng tăm lừng lẫy cũng bị kết liễu ở nhà họ Trang. Ngoài ra, lão ta còn điều tra được một tháng trước, Lạc Bân đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Thành Hà từng là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Thanh. Những tin tức bí mật người thường không thể biết được này khiến lão ta càng thêm chắc chắn Dương Thanh không đơn giản. Đến cả nhà họ Mạnh cậu ta cũng không sợ, chắc chắn không vô dụng như mọi người nghĩ. Nhưng lúc này Trần Anh Tuấn đã quên bén cảnh cáo của chủ gia tộc họ Trần, mặt mày dữ tợn. Anh ta gọi một cú điện thoại, đối phương nhanh chóng nghe máy, Viên Thiệu, thằng nhãi ở nhà đấu giá mạnh ký hôm ấy đến Châu Thành rồi. Sau khi rời khỏi tập đoàn Anh Hào, Dương Thanh đi tới tập đoàn Thành Hà. Chủ tịch đến từ lúc nào vậy? Sao không nói với tôi sớm hơn? Lạc Bân đang ngồi trong phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất của tập đoàn Thành Hà. Trông thấy Dương Thanh liền kinh ngạc hỏi. Dương Thanh cười đáp, ngày mai là đám cưới của anh họ vợ tôi, tiện thể tới đây xem thử. Lạc Bân thở phào một hơi, còn tưởng công ty có sai sót gì nên Dương Thanh tới hỏi tội. Mỗi lần đối diện với anh, Lạc Bân đều rất căng thẳng, bởi vì khi anh mới trở về Giang Hải đã dọa ông ta một trận. Bây giờ đang gặp khó khăn gì cứ nói đi, vừa hay tôi đang ở đây,
tiện tay giải quyết một lượt luôn, Dương Thanh lên tiếng. Lạc Vân vội vàng lắc đầu, bây giờ Thành Hà đã là tập đoàn lớn nhất Châu Thành. Nhà họ Viên và nhà họ Trần cũng không dám tùy tiện chọc vào. Nghe vậy, Dương Thanh rất hài lòng, anh cũng cảm giác được Lạc Vân đang muốn tranh công. Lúc trước anh từng hứa sau khi chuyện ở Châu Thành ổn định sẽ cho ông ta làm chuyện quan trọng hơn. Bây giờ Lạc Vân đã phát triển tập đoàn Thành Hà thành doanh nghiệp lớn nhất Châu Thành, đủ chứng minh ông ta có năng lực. Lạc Vân, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Lạc Vân sững sờ, vội đáp, khoảng hơn 3 tháng. Dương Thanh khẽ gật đầu, dù chỉ mới 3 tháng nhưng ông làm việc khiến tôi rất hài lòng. Nhưng ông nên hiểu, chỉ vẻn vẹn 3 tháng không đủ để tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Lạc Vân hoảng hốt nói, Chủ tịch, tôi thực sự một lòng trung thành với cậu, trời đất làm chứng. Dương Thanh xua tay, ông đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Sao Lạc Vân không vội được? 3 tháng qua ông ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm việc cho Dương Thanh? Vậy mà bây giờ anh lại nói không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Bây giờ tôi cho ông hai con đường. Dương Thanh chợt nghiêm mặt lại. Lạc Vân cũng căng thẳng, lập tức ngồi ngay ngắn, cậu nói đi. Dương Thanh gật đầu nói, thứ nhất, tôi cho ông 50 triệu làm vốn lập nghiệp. Sau này ông muốn làm gì tùy ông, không liên quan đến tôi. Nói đến đây, anh chợt ngừng lại nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Vân. Lạc Vân chỉ kinh ngạc chứ không hề vui sướng. Lo lắng nhìn Dương Thanh, Chủ tịch, con đường thứ hai là gì? Thứ hai, ông tiếp tục làm việc cho tôi. Tôi sẽ cho ông làm ở trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh, giúp tôi loại bỏ đám sâu mọt trong tập đoàn, Dương Thanh chậm rãi nói. Tôi chọn con đường thứ hai. Lạc Vân không hề do dự. Ngay khi Dương Thanh vừa dứt lời, ông ta lập tức nói. Ông ta đang vô cùng kích động. Trong 3 tháng quen biết Dương Thanh đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Nhưng chỉ cần có anh, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Đối với Lạc Vân, Dương Thanh đã trở thành tín ngưỡng. Ông ta cũng hiểu rõ, nếu mình trung thành với anh, có được sự tin tưởng tuyệt đối của anh, ông ta sẽ đạt được rất nhiều. Đến cả Dương Thanh cũng không ngờ ông ta tôn sùng mình như vậy. Lạc Vân dứt khoát lựa chọn không chút do dự khiến Dương Thanh rất hài lòng. Ông đừng vội trả lời, nghe tôi nói đã. Dương Thanh bình tĩnh nói, có lẽ ông còn chưa biết một số chuyện. Gia tộc Vũ Văn vẫn luôn muốn tôi quay về nhưng tôi không chịu. Tuy nhiên, trong gia tộc Vũ Văn cũng có rất nhiều người cho rằng tôi là hòn đá cản đường bọn họ. Chỉ e bọn họ đã biết quan hệ giữa hai chúng ta. Nếu bây giờ tôi cho ông vào làm trong trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh, ông không những phải đối mặt với áp lực từ công ty, mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Bọn họ không dám giết tôi nhưng không ngại giết người bên cạnh tôi đâu. Vậy nên một khi ông vào tập đoàn Nhạn Thanh thì phải chuẩn bị tinh thần bị ám sát bất cứ lúc nào. Dương Thanh muốn cho Lạc Vân vào trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh từ lâu nhưng vẫn do dự vì lo lắng cho sự an toàn của ông ta. Những lời anh vừa nói không phải là cố tình đe dọa. Tuy tập đoàn Nhạn Thanh đã được trả lại cho Dương Thanh nhưng kỳ thực trụ sở chính vẫn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Vũ Văn. Nghe vậy, trong mắt Lạc Vân hiện lên sự sợ hãi. Nhưng ông ta không lập tức từ chối. Chủ tịch, tôi muốn hỏi cậu một câu, đối với cậu gia tộc Vũ Văn là gì? Lạc Vân bỗng nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động hỏi Dương Thanh. Anh chỉ bật cười khinh thường, nếu tôi muốn gia tộc Vũ Văn chết, bọn họ phải chết. Một hộp trà. Thấy Dương Thanh không hề coi trọng gia tộc Vũ Văn, Lạc Vân cực kỳ kinh hãi. Gia tộc Vũ Văn là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, đứng đầu toàn bộ Chiêu Châu. Một gia tộc quyền thế như vậy lại không hề được Dương Thanh xem ra gì. Nếu ông ta không hiểu rõ tính cách của Dương Thanh, nhất định ông ta sẽ nghĩ anh đang khoác lác. Chủ tịch, tôi chọn con đường thứ hai, tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh làm việc. Tôi sẽ dọn sạch vật cản cho cậu, Lạc Vân kiên định nói. Nghe được câu nói vừa rồi của anh, cho dù có phải bỏ mạng tại Yến Đô, Lạc Vân cũng không tiếc. Đối với ông ta, đây chính là một ván cược bằng cả tính mạng. Nếu thắng, ông ta sẽ có tiền tài, quyền thế to lớn không gì sánh bằng. Tốt! Lúc này Dương Thanh mới quyết định, tôi cho ông nửa tháng chuyển giao tập đoàn Thành Hà cho người ông có thể tin tưởng. Nửa tháng nữa hãy tới trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh nhậm chức. Đến lúc đó tôi sẽ bảo tiền bưu tới Yến Đô với ông, bảo vệ ông, Dương Thanh nói tiếp. Cảm ơn Chủ tịch đã tin tưởng tôi.
Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Thái độ của Lạc Bân với Dương Thanh càng thêm cung kính. Ông ta đang mừng rỡ như điên. Trước đây Tiền Bưu đã giúp đỡ ông ta rất nhiều, nhờ vậy tập đoàn Thành Hà mới ổn định nhanh như vậy. Có Tiền Bưu bên cạnh, ông ta cũng cảm thấy an toàn hơn khi ở một nơi tràn ngập nguy hiểm như ở Yến Đô. Trước khi ông đi, tôi phải cảnh cáo ông một câu. Nếu để tôi phát hiện ông phản bội tôi sẽ khiến ông hối hận vì đã được sinh ra. Toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng lạnh hẳn xuống. Lạc Bân giật mình đứng thẳng lưng, bây giờ tôi có nói gì cũng chỉ là nói suông. Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, đời này tôi chỉ trung thành với cậu. Dương Thanh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, tôi phải đi rồi. Nửa tháng này hãy xử lý chuyện tập đoàn Thành Hà cho tốt. Dương Thanh đang định rời đi thì chợt nhớ ra chưa mang chiếc xe Phaeton của mình đi sửa. Ông cho người mang chiếc Phaeton của tôi đi sửa đi, tạm thời tìm cho tôi một chiếc xe khác thay thế. Dương Thanh ném chìa khóa xe Phaeton cho Lạc Bân. Lạc Bân lấy chìa khóa xe Audi A8 kính cẩn đưa cho anh, đây là xe của tôi, cậu lái tạm đi ạ. Dương Thanh nhận chìa khóa rồi quay lưng rời đi. Cùng lúc đó ở nhà họ Châu. Sau khi Dương Thanh và Tần Đại Dũng đi khỏi, ông cụ Châu giận dữ mắng Châu Ngọc Thúy một trận, chỉ nói tốt cho Châu Ngọc Kiệt và Châu Ngọc Dung. Được ông cụ Châu ủng hộ, Châu Ngọc Kiệt và Châu Ngọc Dung coi như xóa nợ với Châu Ngọc Thúy. Thậm chí đến hai căn biệt thự mà Châu Ngọc Thúy bỏ tiền ra xây dựng, bây giờ cũng chẳng liên quan gì tới bà ta nữa rồi. Mặc dù Châu Ngọc Thúy rất không cam tâm nhưng ông cụ Châu vừa mới bị khó thở, bà ta không dám kích động lão ta. Ông ngoại, ông nội cháu và chủ nhà họ Miêu tới rồi. Đúng lúc ấy, Trịnh Mỹ Linh hớt hải chạy vào. Nghe vậy, đám người nhà họ Châu đều giật nảy mình, ông cụ Châu đứng bật dậy nói, mọi người mau ra ngoài đón tiếp. Ông nội của Trịnh Mỹ Linh tên là Trịnh Đức Hoa, người sáng lập tập đoàn Đức Hoa. Hiện giờ công ty do bố của Trịnh Mỹ Linh quản lý. Mà chủ nhà họ Miêu tên là Miêu Trấn Vũ, chủ gia tộc hạng hai của Châu Thành. Khi còn trẻ hai người họ đều từng nhập ngũ, là chiến hữu của nhau. Trịnh Đức Hoa từng cứu Miêu Trấn Vũ trong một lần chiến đấu nên nhiều năm trôi qua hai người vẫn rất thân thiết. Chúc mừng nhà thông gia. Chúc mừng ông Châu. Ngay sau đó, hai ông cụ tóc bạc phơ, chính là Miêu Trấn Vũ và Trịnh Đức Hoa lần lượt bước vào chúc mừng ông cụ Châu. Ông cụ Châu vội đáp, sao hai người không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiếp đón. Trịnh Đức Hoa cười lớn, người một nhà với nhau cả, khách sáo làm gì? Đúng vậy, ông chủ Châu khách sáo quá. Ông Trịnh với tôi như anh em ruột thịt, thông gia của ông ấy cũng là thông gia của tôi. Miêu Trấn Vũ cũng vui mừng nói rồi phất tay ra lệnh cho tài xế sau lưng mình, mau lấy quả mừng ra. Tài xế nhanh chóng mang quà mừng của Miêu Trấn Vũ và Trịnh Đức Hoa tới. Ngày mai tôi định tới đám cưới nhưng lại có chiến hữu cũ tới Châu Thành, tôi phải đi đón tiếp nên phải tặng quà mừng sớm hơn, xin ông Châu đừng trách. Miêu Trấn Vũ cười nói. Trịnh Đức Hoa cũng lên tiếng, ngày mai tôi cũng có việc phải đi, đành theo ông Miêu tới chúc mừng ông trước. Không sao. Mời hai ông vào nhà. Người như Miêu Trấn Vũ đích thân tới chúc mừng là vinh hạnh của nhà họ Châu, ông cụ Châu nào dám có ý kiến. Ồ, trà đại hồng bào của núi Vũ Di. Miêu Trấn Vũ vừa bước vào liền ngửi thấy mùi trà quen thuộc, quay sang thì thấy một hộp trà bị ném vào thùng rác. Ông Miêu, đây là đồ giả của một thằng vô dụng mua về lừa gạt ông ngoại cháu nhưng đã bị ông ngoại tinh mắt phát hiện ra. Trịnh Mỹ Linh cười đon đả nói. Đồ giả sao? Miêu Trấn Vũ chợt thấy buồn cười. Lão uống trà bao nhiêu năm nay, có loại trà gì mà lão không biết. Nhìn chiếc hộp kia được đóng gói tinh xảo như vậy, rõ ràng giá trị không nhỏ. Lại còn chứa trà đại hồng bào lấy từ cây trên núi Vũ Di. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, Miêu Trấn Vũ tự tay nhặt hộp trà trong thùng rác lên. May là thùng rác vừa được đổi túi mới nên trà cũng không bị nhiễm bẩn. Nhưng người có địa vị cao như Miêu Trấn Vũ lại nhặt đồ trong thùng rác vẫn khiến mọi người sững sờ. Ông Miêu, ông đang làm gì vậy? Trịnh Đức Hoa kinh ngạc hỏi, Mỹ Linh nói là hàng giả rồi mà. Không phải ông có bệnh sạch sẽ sao? Ông cụ Châu cũng vội nói, đúng vậy ông Miêu, nó chỉ là một hộp trà nhái mà thôi. Đám con cháu càng ngày càng to gan, thật sự cho rằng mấy lão già chúng ta hồ đồ hết rồi. Một thằng nhà nghèo đến ở rể mà dám nói đây là trà đại hồng bào của núi Vũ Di.
Trịnh Mỹ Linh cũng mỉm cười khuyên nhủ, ông Miêu đừng nhìn nữa, mau ném đi ạ. Dứt lời cô ta định giật lấy hộp trà trong tay Miêu Trấn Vũ. Từ từ, Miêu Trấn Vũ đột nhiên quát lớn, cẩn thận mở hộp trà ra xem, bên trong có mấy túi trà nhỏ riêng biệt. Lão giơ một túi lên mũi ngửi thử, vẻ mặt say mê như ngửi được mùi thơm nhất thế gian. Đám người nhà họ Châu đều sợ ngây người, thầm nghĩ Miêu Trấn Vũ là đồ ngốc sao. Nhặt được hộp trà trong thùng rác còn hít lấy hít để. Chính là mùi hương này. Khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Miêu Trấn Vũ lại dè dặt cất túi trà kia vào trong hộp. Bị bịt kín mít mà vẫn ngửi thấy mùi trà thơm phức, chứng tỏ lá trà này có chất lượng cực cao. Ông Châu, ông bán hộp trà này cho tôi đi, tôi trả ông 20 triệu. Miêu Trấn Vũ đột nhiên ôm chặt cánh tay ông cụ Châu, kích động nói. Tan nát cõi lòng. Lời Miêu Trấn Vũ khiến mọi người đều kinh ngạc ngây ngẩn. Ông Miêu ơi, đây chỉ là thứ trà giả một thằng vô dụng mang tới thôi, sao ông lại tưởng là thật vậy ạ? Trịnh Mỹ Linh vội vàng bước tới nói. Ông cụ Châu cũng tỉnh táo lại, Miêu Trấn Vũ ra giá 20 triệu, giá này đối với ông ta quả thật là cái giá trên trời, đời ông ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhưng người ra giá là Miêu Trấn Vũ, là gia chủ của một gia tộc hạng hai ở Châu Thành. Nếu mình thật sự bán thứ trà giả này cho Miêu Trấn Vũ, đến một ngày nào đó, con cháu trong nhà lão ta biết rõ sự việc thì nhà họ Châu sẽ toi đời. Điểm quan trọng nhất là, ông ta hoàn toàn không tin trà này là hàng thật. Ông chủ Miêu, tôi không dối ông làm gì, đây là loại trà kém chất lượng mà cháu rể nhà tôi mang tới. Cái thằng này ấy, cho đến giờ tôi vẫn chưa công nhận nó. Hơn nữa, nó thực sự chỉ là một thằng ở rể thôi. Kiếm đâu ra được trà đại hồng bào lâu năm giá trị tới cả chục triệu cơ chứ? Ông cụ Châu vội vàng nói. Đồng thời, lão ta nhanh nhẹn bỏ chỗ trà kia vào thùng rác ngay trước mặt Miêu Trấn Vũ, rồi sai bảo Trịnh Mỹ Linh đang đứng bên cạnh. Mỹ Linh, cháu vứt chỗ trà kém chất lượng kia đi đi. Đừng để ai uống nhầm lại bị ngộ độc. Ấy, chờ chút đã. Miêu Trấn Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Trịnh Mỹ Linh đã cầm bọc trà đi ra ngoài. Miêu Trấn Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng khi lão chạy ra đến nơi, Trịnh Mỹ Linh đã đổ hết chỗ trà còn lại xuống cống thoát nước. Người nhà họ Châu cũng theo Miêu Trấn Vũ ra ngoài biệt thự. Ông Miêu, cháu đã vứt hết trà giả đi rồi, vậy đỡ phải uống nhầm đồ kém chất lượng. Trịnh Mỹ Linh vỗ tay một cái, cười hỉ hả nói. Cô, các người quả đúng là một đám ngu xuẩn. Đấy là trà đại hồng bào lâu năm ở núi Vũ Di, hàng thật đó. Đừng nói 20 triệu, nếu đưa trà này đến phòng đấu giá, chưa biết chừng còn có thể bán với giá cao hơn nhiều. Miêu Trấn Vũ tỏ vẻ cực kỳ đau lòng xót ruột, cả giận nói các người thật đúng là phung phí của trời. Trà trị giá mấy chục triệu mà vứt như rác. Dứt lời, lão quay lưng bỏ đi luôn. Ấy, ông Miêu, ông làm gì thế? Sao lại đi luôn rồi? Trịnh Đức Hoa vội vàng đuổi theo. Miêu Trấn Vũ đi tới trước chiếc Rolls Royce của mình thì đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Trịnh Đức Hoa, nói, ông Trịnh này, nể tình nghĩa quen biết nhiều năm, tôi khuyên ông đừng nên qua lại với nhà họ Châu nữa. Loại gia tộc nhỏ lại còn thiển cận thế này, thật sự là thứ không thể vực dậy được đâu. Ông Miêu, ông nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Trịnh Đức Hoa lập tức trở nên khó coi. Miêu Trấn Vũ cười lạnh rồi nói, ông cho rằng một cậu trai trẻ có thể tùy ý tặng trà giá trị mấy chục triệu mà thật sự chỉ đơn giản là một đứa tới ở rể hay sao? Nhà họ Châu nhìn lầm người rồi. Mà thôi, đã nói đến nước này, tin hay không tùy ông quyết định. Tôi đi trước đây, dứt lời, Miêu Trấn Vũ lên xe. Nhìn theo bóng chiếc Rolls Royce đi xa dần, Trịnh Đức Hoa ngây người. Lão hiểu rõ tính cách người anh em già này của mình hơn bất kỳ ai. Chưa bàn đến những điều khác, chỉ nói riêng phương diện nhìn người, quả thật Miêu Trấn Vũ luôn nhìn rất chuẩn. Lão ta có thể thông qua một chuyện vụn vặt để có thể nhìn thấy nhiều thứ lớn hơn. Nghe ý của Miêu Trấn Vũ thì cậu cháu rể bị nhà họ Châu xua đuổi kia hẳn phải là một thanh niên rất có tài. Ông thông gia, ông chủ Miêu có chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ là một hộp trà giả thôi hay sao? Tôi cũng vì lo ông ấy uống nhầm đồ kém chất lượng đau bụng nên mới không bán cho ông ấy đấy chứ. Lúc này, ông cụ Châu cũng đi ra, vẻ mặt không được vui, nói. Lão ta cảm thấy mình có lòng tốt nhưng lại bị coi là lòng lang dạ sói. Rõ ràng mình làm thế là để tốt cho Miêu Trấn Vũ, ấy thế mà người ta lại không cảm kích.
Trịnh Đức Hoa nhìn ông cụ Châu, vẻ mặt hết sức phức tạp, ông Thông gia, lần này, ông nhìn lầm người rồi. Là sao? Ông cụ Châu cau mày hỏi. Mũi của ông mưu tinh lắm, trên đời này không có loại trà nào mà ông ấy nhận nhầm. Chỗ trà mà ông vừa bảo Mỹ Linh đổ đi kia là trà Đại Hồng Bào lâu năm ở núi Vũ gì thật đấy. Trịnh Đức Hoa lên tiếng. Nói xong câu đó, lão cũng cảm thấy ông cụ Châu quả đúng là một gã ngốc. Đây là thứ trà trị giá mấy chục triệu, ấy thế mà lại bị ném vào cống thoát nước, như vậy chẳng phải phung phí của trời thì là gì. Chẳng trách Miêu Trấn Vũ lại tức giận đến thế. Nhớ tới chỗ trà bị vứt đi kia, Trịnh Đức Hoa cũng cảm thấy đau lòng muốn chết. Người nhà họ Châu nghe Trịnh Đức Hoa nói vậy, cả đám lập tức dại mặt ra. Không thể nào. Trịnh Mỹ Linh cũng hồn bay phách lạc nói, anh ta chỉ là một tên rác rưởi, sao có thể tặng trà giá trị mấy chục triệu chứ ạ? Chắc chắn không thể nào đâu. Bốp! Điều khiến mọi người đều khiếp sợ là, Trịnh Đức Hoa đã vung tay tát cho Trịnh Mỹ Linh một cái như trời giáng. Lão giận dữ quát, cháu ngậm miệng lại cho ông. Cháu có biết cháu nói như thế là đang nghi ngờ ông Miêu của cháu không? Nếu để ông ấy nghe thấy những lời này của cháu thì mối quan hệ bao năm giữa ông với ông ấy đã bị câu nói này của cháu làm rạn nứt rồi đấy. Ông nội! Trịnh Mỹ Linh ôm bên má vừa bị đánh, vẻ mặt cực kỳ ấm ức, nước mắt không cầm được đã ào ào chảy ra. Cô ta quay người chạy khỏi nhà. Trịnh Đức Hoa hừ một tiếng, bình thản nhìn ông cụ Châu, quả đã đưa đến rồi, tôi cũng nên về thôi. Nói xong, Trịnh Đức Hoa rời khỏi nhà họ Châu. Những người đứng đó đều có cảm giác như đang nằm mơ, nhất là ông cụ Châu, mặt cứ dại cả ra. Nhà họ Châu không phải nhà giàu có gì, ngay cả biệt thự vườn cỡ lớn thế này đều do Châu Ngọc Thúy bỏ tiền xây nên. Có thể quen biết được người quyền cao chức trọng cỡ như Miêu Trấn Vũ đều nhờ con gái út của ông ta là Châu Ngọc Dung lấy con trai nhà họ Trịnh. Trịnh Đức Hoa lại là chỗ quen biết thân thiết với Miêu Trấn Vũ, chứ nếu không nhờ mối quan hệ này, nhà họ Châu vốn chẳng là gì trước mặt Miêu Trấn Vũ. Nhưng một gia đình như vậy lại coi gói trà trị giá vài chục triệu như rác rưởi rồi vứt đi. Thanh Tâm, chỗ trà đó là đồ thật sao? Lát sau, ông cụ Châu mới nhìn sang Tần Thanh Tâm gặng hỏi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tuy không hiểu về trà nhưng Tần Thanh Tâm lại rất tin Dương Thanh, cô bèn gật đầu, ông nội, là trà thật ạ, ông hiểu lầm Dương Thanh rồi. Sắc mặt ông cụ Châu trở nên cực kỳ cay đắng, rồi bỗng dưng ông ta nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, còn Ngọc Quan Âm mà cháu dễ tặng thì sao? Ông cụ Châu bỗng quay sang nhìn bà cụ Châu, hơi thở trở nên dồn dập hẳn. Sau chuyện kia, cả xưng hô cũng đã được lão ta đổi từ Dương Thanh sang cháu rể rồi. Bà cụ Châu chỉ vào thùng rác bên cạnh, chẳng phải vừa nãy ông nói đồ Dương Thanh đem tới đều là đồ giả hay sao? Tôi vứt hết vào thùng rác rồi. Ông cụ Châu vội vàng chạy tới chỗ thùng rác, tự tay bới rác tìm Ngọc Quan Âm. Chỉ tiếc, miếng Ngọc Quan Âm hoàn chỉnh ban đầu đã vỡ nát thành mấy mảnh. Vỡ rồi. Người nhà họ Châu nhìn mảnh vụn trên tay ông cụ Châu, mặt đã ngơ ra hết cả. Ông cụ Châu ngồi phịch xuống ghế, ho khan dữ dội, miệng khò khè như tái phát bệnh xuyễn. Bố, ông nội, ông ngoại. Lúc này, toàn bộ đám người trong sảnh lớn đều hoảng hồn. Cũng may chỉ là tái phát bệnh xuyễn thôi, uống thuốc đặc trị vào là nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng ông cụ Châu lại như thể bị vết thương cực kỳ nghiêm trọng, trông hết sức yếu ớt, không có chút sức sống nào. Ông mệt rồi, Thanh Tâm, đỡ ông về phòng nghỉ. Ông cụ Châu nói, vẻ mặt vô cùng bi thương. Lúc này, trong lòng lão ta chỉ còn nỗi hối hận vô tận, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Chỗ trà trị giá vài chục triệu đã bị vứt đi như rác rưởi, Ngọc Quan Âm kia hiển nhiên cũng là bảo vật giá trị vô cùng cao, nay cũng đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Chuyện nhỏ. Ngọc Thúy, lẽ nào trà với Ngọc Quan Âm mà thằng con rể vô dụng của cô tặng bố mẹ đều là thật à? Ông cụ Châu vừa được Tần Thanh Tâm dìu về phòng xong, Châu Ngọc Kiệt kinh ngạc hỏi. Châu Ngọc Dung cũng vội bước lên, phấn khích nói, trà đó giá trị đến mấy chục triệu đấy. Còn Ngọc Quan Âm của mẹ thì chắc cũng mấy chục triệu nhỉ. Được đấy, bây giờ nhà Ngọc Thúy khấm khá quá, tùy tiện tặng quà mà giá trị cũng lên tới hàng chục triệu. Mấy người cũng không nhìn lại xem Ngọc Thúy là ai. Nó là đứa con gái ưu tú nhất của nhà họ Châu chúng tôi, con rể của nó sao có thể là thằng ăn hại được. Bỗng nhiên mọi người trong phòng đều khen ngợi Châu Ngọc Thúy. Châu Ngọc Thúy đắc ý lắm, nhưng trong lòng lại thấy bực.
Bà ta không hề tin Dương Thanh là người giàu có, luôn cho rằng biệt thự là do nhà họ Tô tặng cho anh. Nhưng không ngờ, Dương Thanh lại có thể tặng trà và ngọc quan âm trị giá đến mấy chục triệu. Dương Thanh chưa từng tặng bà ta thứ gì trị giá chục triệu cả. Càng nghĩ, bà ta càng thấy không cam tâm. Ngọc Thúy, mau gọi cho cháu rể, bảo thằng bé về nhà ăn cơm trưa. Thái độ của Châu Ngọc Kiệt đối với Dương Thanh quay ngoắt 180 độ, gọi Dương Thanh là cháu rể luôn. Chắc mọi người đều hiểu lầm một chuyện rồi. Châu Ngọc Thúy hắng giọng, đắc ý nói, cả trà và ngọc quan âm đều là do con bé Tâm nó mua. Còn thằng đó chỉ là một thằng bám váy vợ, cả ngày ăn không ngồi rồi, là một thằng ăn hại chính hiệu. Ngọc Thúy, cô nói muốn con bé Tâm ly hôn với Dương Thanh, thật không thế? Châu Ngọc Thúy không có mắt nhìn nhưng có người khác tinh mắt, chẳng qua chỉ có một người như thế, những người khác đều tin lời Châu Ngọc Thúy. Dù sao thì bây giờ Tần Thanh Tâm cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa, Tần Y là tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh, họ đều có khả năng tặng được những món quà giá trị hàng chục triệu. Sao thế, chị đừng có mơ mộng hão huyền, tôi không gả con bé Tâm tới nơi hang cùng ngõ hẻm nhà chị đâu, Châu Ngọc Thúy khinh bỉ nói. Cô hiểu lầm rồi, tôi có một đứa cháu gái bên ngoại, cũng đã đến độ tuổi lấy chồng rồi, nếu cô không cần Dương Thanh thì tôi sẽ dẫn cháu gái tôi đến tìm thằng bé đấy nhé. Chị dâu họ của Châu Ngọc Thúy vui mừng nói. Lại đi tranh giành một thằng ăn hại, được, chị thích thì tới mà rước đi mau đi, tôi chướng mắt cậu ta lắm rồi, Châu Ngọc Thúy cười khẩy. Mẹ, mọi người lại nói gì nữa thế? Tần Thanh Tâm dìu ông cụ Châu về phòng xong, quay lại thì nghe Châu Ngọc Thúy nói như vậy. Cô tỏ ra bất mãn. Thanh Tâm, mẹ cháu nói là cháu sắp ly hôn với Dương Thanh rồi. Cháu mau nói cho bác biết, lúc nào hai đứa ly hôn thế? Đến lúc đó nhớ nói cho bác một tiếng nhé, bác dẫn cháu gái của bác tới tìm Dương Thanh. Chị dâu họ của Châu Ngọc Thúy nhìn Tần Thanh Tâm, vui vẻ nói. Lúc này Châu Ngọc Thúy cũng không dám lên tiếng, vội ngậm chặt miệng. Sắc mặt Tần Thanh Tâm vô cùng khó coi, nhưng cô vẫn trả lời rất lễ phép bác. Tình cảm của cháu với Dương Thanh khăng khít lắm ạ, bọn cháu còn đang định có thêm đứa nữa, sao có thể ly hôn được ạ? Hả, không ly hôn sao? Chị dâu họ của Châu Ngọc Thúy có vẻ rất thất vọng. Một bên khác, Dương Thanh rời khỏi tập đoàn Thành Hà, trên đường trở về, anh đột nhiên nhìn thấy có một ông cụ đang nằm ở trên lối đi bộ ven đường. Chắc chắn lão già này đang nằm ăn vạ, tuyệt đối đừng có đụng vào lão ta. Đúng vậy, tôi nghe nói. Hồi trước có một gia đình nhỏ sung túc lắm, nhưng vì dìu một lão già ăn vạ mà khiến gia đình tán gia bại sản. Mấy ngày trước, có người nhảy sông Hắc Thủy ở Châu Thanh mình tự tử nè, rồi có một cậu thanh niên đi ngang qua cứu được. Thế mà sau khi người đó tỉnh dậy, cứ nói cậu thanh niên kia đẩy mình xuống sông, bây giờ còn đang kiện tụng kia kìa. Dương Thanh vừa xuống xe đã nghe lời bàn tán của những người đứng xem. Mười mấy người đều đứng trơ mắt nhìn ông lão kia. Không một ai tới sơ cứu, thậm chí còn không có ai gọi điện thoại cho xe cứu thương nữa. Lúc Dương Thanh còn ở trên xe đã nhìn thấy ông cụ này hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, rõ ràng là triệu chứng giảm oxy máu. Dương Thanh không hề do dự, lập tức bước lên trước, chuẩn bị sơ cứu. Ngay lúc anh định sơ cứu người bệnh thì bị một ông chú trung niên kéo cánh tay lại, cậu trai trẻ, cậu đừng sốc nổi nhé. Ra vẻ anh hùng sẽ rước phiền phức đấy. Vừa nhìn đã biết lão già này đang diễn kịch rồi. Tránh ra. Dương Thanh nhíu mày, tức giận quá, vùng ra khỏi tay ông chú trung niên kia. Hai, cậu trai trẻ, sao cậu không biết tốt xấu gì cả thế? Ông chú trung niên bất mãn nói. Chính vì có quá nhiều người trẻ như thế này nên mấy ông già mới có cơ hội ăn vạ. Chuẩn rồi, bọn họ ăn vạ được đều là do có quá nhiều người tạo cho họ thói quen đó. Những người đứng xem cũng đồng loạt chỉ trích Dương Thanh, dường như anh đang làm một chuyện gì xấu xa lắm vậy. Dù sao Dương Thanh cũng xuất thân từ quân đội, những triệu chứng bệnh đơn giản, anh vẫn có thể nhìn ra được. Rõ ràng ông cụ này bị đột phát bệnh tim, bây giờ cho dù xe cứu thương có tới e rằng cũng đã muộn, buộc phải sơ cứu ngay lập tức. Bình thường, những người có bệnh tim đều sẽ mang theo thuốc đặc trị bên mình. Quả nhiên! Dương Thanh tìm được một chiếc bình sứ trong túi áo của ông cụ, chính là thuốc trị bệnh tim. Anh vội cho ông cụ uống vài viên, vừa giúp ông cụ điều khí vừa gọi 115, nói rõ tình hình. Một lát sau, ông cụ dần dần mở mắt, sắc mặt đã ổn hơn một chút,
đôi môi vốn dĩ tím tái, bây giờ đã hồng hào hơn nhiều. Hình như ông già này bị tái phát bệnh cũ thật. Lẽ nào ông ta không phải kẻ ăn vạ à? Xem ra chúng ta nhầm rồi, suýt chút nữa thì hại một mạng người rồi. Nhìn sắc mặt ông cụ dần ổn hơn, cuối cùng đám người đứng vây xem cũng đã nhận ra ông cụ thật sự bị tái phát bệnh. Lúc này Dương Thanh đứng lên, liếc nhìn tất cả mọi người, cao giọng nói, thế giới này đúng là có người xấu, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Nếu mỗi người chúng ta đều vì sợ bị ăn vạ mà không dám cứu người, thế thì sẽ có biết bao nhiêu người mất mạng oan uổng vì lỡ thời gian cấp cứu. Anh nói xong thì quay người rời đi. Đám người đứng xem ai nấy đều áy náy, kính phục nhìn Dương Thanh lái xe rời đi. Ông nội, ông sao rồi? Dương Thanh vừa đi, một chiếc Rolls Royce dừng lại ngay bên đường, một cô gái xinh đẹp bước xuống xe, vội vàng chạy tới trước mặt ông cụ, vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Ông cụ khẽ lắc đầu, yên tâm đi, ông nội không sao rồi. Nếu vừa nãy không có chàng trai trẻ kia thì e rằng ông nội đã phải vĩnh viễn nằm ở đây rồi. Sau đó ông cụ lại nói, gọi người chuẩn bị 10 triệu, đưa đến cho chàng trai trẻ kia. Vâng, ông chủ. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ông cụ lập tức nhận lệnh. Đám người đứng xem vừa nãy đều kinh ngạc. Nhớ lại vừa rồi cậu trai kia chỉ lấy thuốc trên người ông cụ rồi cho ông cụ uống, như thế đã được ông cụ báo đáp 10 triệu, nhiều người thấy hối hận. Dương Thanh không hề biết, vì chuyện làm nhỏ nhặt của mình mà kiếm được đến 10 triệu. Dù anh biết cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Với tài lực của anh bây giờ, 10 triệu chỉ như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá mà thôi. Ôm Dương Thanh. Đúng lúc này, lại có một chiếc Rolls Royce màu đen nữa dừng lại bên đường. Hai ông cụ tóc bạc phơ vội vã xuống xe. Ông chủ Hàn, ông tới trước mà sao không nói tiếng nào cả thế? Hai ông cụ kia đều vô cùng kích động, nhìn ông cụ vừa được Dương Thanh cứu rồi nói. Đều là chiến hữu lâu năm rồi, sao các ông còn xa cách với tôi thế? Gọi tôi như ngày xưa là được rồi. Ông cụ Hàn giả vờ nghiêm mặt lại nói, nhưng gặp được hai đồng đội cũ của mình, ông cụ vẫn không thể nào che giấu được nét vui mừng trên mặt. Ha ha, ông đã nói vậy rồi thì cung kính không bằng tuân lệnh, tôi bạo gan gọi ông là cựu tiểu đội trưởng nhé. Hai ông cụ kia cười phớ lớn nói. Phi Phi, mau chào ông Miêu đi con. Ông cụ Hàn chợt nói với cô gái trẻ kia. Hàn Phi Phi nhoẻn miệng cười, cháu chào ông Miêu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông ấy là lính của ông, năm xưa đã từng cứu ông một mạng đúng không? Ông chủ Hàn đột nhiên nhìn một trong hai ông cụ kia rồi nói. Ông cụ họ Miêu vội đáp, ông Hàn, trí nhớ của ông tốt thật đấy. Ông ấy chính là người lính đã cứu tôi năm xưa, tên là Trịnh Đức Hoa. Ông cụ họ Miêu chính là Miêu Trấn Vũ vừa nãy đã phất tay áo bỏ đi khỏi nhà họ Châu. Thời bọn họ đi lính, ông chủ Hàn từng là tiểu đội trưởng của Miêu Trấn Vũ. Chào ông Trịnh ạ. Không chờ ông cụ Hàn dặn dò, Hàn Phi Phi đã chủ động chào hỏi Trịnh Đức Hoa. Chào cháu. Trịnh Đức Hoa có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Không ngờ chủ gia tộc họ Hàn lại gần gũi đến vậy. Lão chào hỏi Hàn Phi Phi xong thì vội nhìn ông cụ Hàn, xin chào ông chủ Hàn. Ha ha, xin chào. Ông cụ Hàn cười lớn nói. Mãi cho đến khi mấy người rời đi, đám người đứng xem mới bàn luận rôm rả. Ôi trời, hai ông cụ tới sau đó, một là chủ gia tộc họ Miêu, một người là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Hòa. Trời ạ, đến hai nhân vật lớn như thế cũng phải dè dặt trước ông lão họ Hàn kia, vậy ông lão họ Hàn kia có thân phận như thế nào chứ? Biển số xe đến đón ông cụ họ Hàn kia có đầu là Giang A, đó là xe ở tỉnh Lỵ, lại còn có thể khiến Miêu Trấn Vũ đối đãi cung kính như vậy thì nhất định thân phận không đơn giản. Miêu Trấn Vũ gọi ông ta là ông chủ Hàn. Lẽ nào ông ta chính là ông chủ của nhà họ Hàn quyền quý nhất ở tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên à? Những người đứng vây xem ai nấy đều kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn thấy hối tiếc nhiều hơn. Ấy thế mà bọn họ lại xem Hàn Khiếu Thiên là quân ăn vạ. Nếu vừa nãy bọn họ ra tay cứu người trước thì không những họ sẽ được đáp lễ 10 triệu, mà họ còn có thể lấy được thiện cảm của chủ gia tộc họ Hàn giàu sang quyền quý nhất tỉnh Lỵ. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới biết cái gì là người tốt sẽ được đền đáp. Mà lúc này, Dương Thanh đã về đến khách sạn, vừa chuẩn bị đi tìm Tần Đại Dũng thì sau lưng anh đã vang lên tiếng gọi vui mừng, Dương Thanh. Tô San, cô cũng ở khách sạn này à? Nhìn thấy Tô San vừa gặp lúc sáng, Dương Thanh khá bất ngờ.
Trong ánh mắt Tô San có vài phần vui mừng, tay vẫn còn đang xách vali, cười nói, đúng vậy, hôm qua tôi đặt khách sạn này qua mạng. Để tôi giúp cô. Dương Thanh không nghi ngờ gì. Vốn dĩ khách sạn này là khách sạn cao cấp nhất Châu Thành, với thân phận của Tô San, ở khách sạn này chẳng có gì là bất ngờ cả. Đúng rồi, anh ở phòng nào, Tô San chợt hỏi. 8005. Dương Thanh trả lời đúng sự thật. Anh đợi chút. Tô San nói xong, không đợi Dương Thanh trả lời đã quay người đi về chỗ quầy lễ tân. Tô San lấy thẻ căn cước ra đưa cho nhân viên lễ tân rồi nói, lấy cho tôi một phòng gần nhất với phòng 8005. Cứ như vậy, Tô San đặt được phòng 8006, cách phòng Dương Thanh chỉ một bức tường. Dương Thanh không biết, Tô San không hề có ý định ở lại đêm ở Châu Thành, càng không hề đặt phòng trước. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, chắc anh vẫn chưa ăn nhỉ. Tôi mời anh. Đến khi Dương Thanh đưa Tô San về tới phòng, Tô San mới giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười nói. Bố vợ tôi cũng chưa ăn, chút nữa cùng ăn luôn, Dương Thanh nói. Được, thế cùng ăn, tôi đợi anh. Tô San cười tươi rói. Dương Thanh vừa rời đi, Tô San đã lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Sau khi đối phương bắt máy, cô ta nói, bây giờ ông tới tìm Tổng Giám đốc Tần Đại Dũng của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đi, cứ nói là ông đồng ý với hợp đồng đã bàn trước đó, một tiếng sau muốn trực tiếp gặp mặt ông ta, sau cùng chốt hợp đồng. Cúp máy, Tô San nở một nụ cười xinh đẹp rồi chậm rãi nói, người đàn ông lọt mắt xanh của mình thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tay mình. Một bên khác, Dương Thanh gõ rồi mở cửa phòng Tần Đại Dũng ra. Tần Đại Dũng đang nghe điện thoại, vẻ mặt vui mừng. Miệng nói không ngừng, được, bây giờ tôi sẽ tới chỗ ông ngay. Vậy lát nữa gặp nhé. Dương Thanh vẫn chưa kịp nói chuyện ăn trưa, Tần Đại Dũng đã hứng khởi nói với anh, Dương Thanh, bây giờ bố phải quay về Giang Hải rồi, công ty có hợp đồng lớn phải đàm phán, nếu thuận lợi thì hôm nay có thể ký hợp đồng luôn. Vâng, con sắp xếp người đưa bố về. Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Trong lúc anh nói, Tần Đại Dũng đã thu dọn đồ đạc xong. Vừa đi ra ngoài vừa nói, con đừng lo, bố gọi taxi, nửa tiếng sau là đã về đến Giang Hải rồi. Bố, ăn trưa trước rồi hãy về. Dương Thanh gọi với theo bóng lưng của Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng đã đến trước thang máy, ông ta xua tay, không kịp ăn trưa nữa, đàm phán hợp đồng xong bố sẽ ăn sau. Dương Thanh, bố về đã nhé. Lúc này cửa thang máy mở ra, Tần Đại Dũng vội vã rời đi. Xảy ra chuyện gì thế? Chú Dũng đi đâu mà vội vàng vàng thế anh Thanh? Tô San vừa ra khỏi phòng, vừa tỏ ra kinh ngạc hỏi. Dương Thanh lắc đầu, trả lời ngắn gọn, chúng ta tùy tiện ăn gì đó ở khách sạn luôn đi. Được, món ăn ở khách sạn này cũng được lắm, trước đây tôi tới Châu Thành đều ở đây, Tô San vừa cười vừa nói. Không có Tần Đại Dũng, tâm trạng của Tô San cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác thường. Dương Thanh. Hồ bơi ngoài trời của khách sạn này được lắm đấy, anh có muốn thử không? Ăn trưa xong, Tô San đột nhiên cười hỏi. Được, tôi cũng đang không có chuyện gì làm, vận động chút sau giờ ăn vậy, Dương Thanh cười trả lời. Anh không hề nhận ra cô gái xinh đẹp động lòng người này đang từng bước dụ dỗ mình vào trong vòng khống chế của cô ta. Dường như khách sạn nào ở Châu Thành cũng có hồ bơi ngoài trời. Mà khách sạn Hoa Viên bọn họ đang ở có một hồ bơi ngoài trời cực lớn ở trên tầng cao nhất. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng không phải trong mùa du lịch nên không có nhiều khách du lịch tới ở. Lúc Dương Thanh và Tô San lên đến tầng cao nhất, chẳng có một bóng ma nào trên đó cả. Công tác vệ sinh ở khách sạn Hoa Viên cực tốt, mỗi ngày đều có người chuyên đến khử độc nước hồ bơi, sạch sẽ hơn nhiều so với mấy hồ bơi bên ngoài. Tô San vừa nói vừa cởi khăn bông trên người xuống. Lúc Dương Thanh nhìn thấy bộ bikini ba mảnh màu đen trên người Tô San thì ngơ cả người. Thân hình Tô San cực kỳ nóng bỏng, bây giờ chỉ mặc bikini ba mảnh, những mảng da thịt còn lại đều lộ ra bên ngoài. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Dương Thanh, Tô San thầm mừng. Dương Thanh không phải là người chưa trải sự đời, năm xưa anh chinh chiến ở biên giới phía Bắc cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp đủ loại người đẹp rồi. Nhưng Tô San thì khác. Ngoài nhan sắc cực cao ra, thân hình cô ta cũng là cực phẩm. Điều quan trọng là cô gái này là bạn thân của vợ mình. Tôi đột nhiên thấy không khỏe, về phòng trước đã nhé. Nghĩ Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh thấy hơi tự trách.
không có Tần Thanh Tâm ở đây mà anh lại đi bơi với Tô San. Tuy là một chuyện rất bình thường, nhưng ở đây chỉ có hai bọn họ, hơn nữa cô gái này còn ăn mặc rất hở hang. Dương Thanh nói xong thì dứt khoát quay người rời đi. Dương Thanh, đợi chút, ôi chao, Tô San đột nhiên hét lên. Dương Thanh bất giác dừng chân lại, quay đầu đã nhìn thấy Tô San ngã xuống sàn nhà, mặt nhăn nhó, xoa chân của mình. Cô sao thế? Dương Thanh vội bước tới. Tô San nhăn nhó, nắm cổ chân nói, hình như là bị trẹo chân rồi, Dương Thanh, anh có thể dìu tôi về phòng không? Được. Dương Thanh vội đỡ Tô San đứng dậy. Ôi chao, đau. Dương Thanh vừa đỡ cô ta dậy, cô ta đã kêu lên, người tựa hẳn vào người Dương Thanh. Không biết vô tình hay cố ý, hai tay cô ta đột nhiên ôm lấy Dương Thanh. Dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ Dương Thanh chỉ mặc một cái quần bơi, Tô San mặc bikini, lúc này cô ta đang ôm anh, cơ thể hai người dính sát với nhau. Cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Tô San, có một khoảnh khắc, Dương Thanh hơi dao động. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó anh đã trấn tĩnh lại. Cô ngồi xuống trước đã, tôi xem giúp cô. Dương Thanh khẽ đẩy Tô San ra, đỡ cô ta xuống đất. Ánh mắt Tô San hơi thất vọng. Nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất đau đớn, Dương Thanh, cổ chân của tôi sẽ không bị gãy đấy chứ. Tôi thấy đau lắm, không đi nổi. Dương Thanh không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ mắt cá chân của cô ta, hơi đỏ một chút, còn lại không có gì bất thường. Xem ra đúng là bị trẹo chân, nhưng không quá nghiêm trọng, không đến mức đi không nổi. Yên tâm đi, chân của cô không sao, hơi bị trẹo chút thôi. Dương Thanh nói rồi đứng dậy, cô ở đây đợi chút. Tôi đi lấy ít thuốc cho cô. Nói xong, Dương Thanh không đợi Tô San nói gì đã quay người đi. Nhìn bóng lưng của Dương Thanh, vành mắt Tô San ửng đỏ, cắn chặt cánh môi đỏ mọng, vì sao người gặp anh trước không phải là em. Từ lần trước ở cửa nhà họ Tô, suýt bị xe tông, Dương Thanh hệt như một vị thần, ôm cô ta thoát chết thì hình bóng của anh đã khắc sâu trong đầu cô ta. Mấy ngày nay, ngày nào cô ta cũng nhớ lại cảnh tượng xảy ra hôm đó, cứ cảm thấy đó như mộng ảo. Cô ta rất thích vòng tay ôm của Dương Thanh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều này, cô ta lại nhớ đến Tần Thanh Tâm. Cô ta thích Dương Thanh, nhưng tình bạn thân với Tần Thanh Tâm cũng là thật. Mãi cho đến khi Dương Thanh xuất hiện, khiến cô ta tiến thoái lưỡng nan. Vô số lần cô ta muốn chủ động liên lạc với Dương Thanh, nhưng mỗi lần nảy ra suy nghĩ này, cô ta lại thấy tiếc nuối tình bạn thân. Thế nên cô ta chỉ có thể kìm lòng. Hôm nay gặp sát thủ. Suốt cả quá trình cô ta không thể nào cắt đuôi được xe của đối phương, thậm chí cô ta đã chuẩn bị tinh thần để bị giết rồi. Nhưng ngay lúc đó, Dương Thanh lại xuất hiện, anh lại cứu cô ta thêm một lần. Thế nên cô ta lập tức điều tra khách sạn Dương Thanh đang ở, sau đó cố ý tình cờ gặp Dương Thanh ở khách sạn, sau đó lại đặt phòng ngay cạnh phòng anh. Thậm chí cô ta còn gọi điện điều khiển, dùng hợp đồng quan trọng để dẫn dắt Tần Đại Dũng rời khỏi Châu Thành. Tất cả chỉ để có được cơ hội ở riêng với Dương Thanh. Lúc cô ta đang suy nghĩ lung tung, Dương Thanh đã mặc áo quần chỉnh tề, mang một bình thuốc xịt tới. Đây là thuốc xịt chấn thương dự phòng của khách sạn, vận động viên đều dùng loại bình xịt này. Dương Thanh nói xong thì xịt thuốc vào mắt cá chân giúp Tô San. Chẳng mấy chốc, cô ta cảm thấy mắt cá chân của mình mát lạnh. Tô San biết, nếu mình còn tiếp tục diễn kịch thì sẽ bị lật tẩy. Cô ta vừa tỏ ra vui mừng, thần kỳ thật, không đau nữa thật này. Dương Thanh cười, không đau nữa thì tốt rồi, đi thôi. Lần này, Dương Thanh chỉ đưa Tô San về đến trước cửa phòng rồi trở về phòng của mình. Trong phòng, đầu óc Dương Thanh toàn hình ảnh Tô San mặc bikini lúc nãy. Anh là đàn ông đang tuổi sung sức, tuy có vợ đẹp là Tần Thanh Tâm nhưng ngoài lần tiếp xúc thân mật 5 năm trước thì anh và cô không còn tiếp xúc thân mật như thế nữa. Tô San vốn đã là một cô gái cực phẩm, cô ta lại muốn quyến rũ Dương Thanh. Đối với Dương Thanh, có thể nhịn được không mắc bẫy của cô ta là đã giỏi lắm rồi. Đầu mình đang nghĩ gì thế này? Dương Thanh chợt bừng tỉnh, tự mắng mình. Cùng lúc này, tại nhà họ Châu, Châu Thành. Sau khi Trịnh Mỹ Linh bị Trịnh Đức Hoa tát cho một cái thì dở thói tiểu thư bỏ đi. Ăn cơm trưa với bạn bè bên ngoài xong mới về nhà họ Châu. Chị họ. Chiều nay có một buổi triển lãm đồ cổ ở trung tâm triển lãm Châu Thành trong phố. Chỗ em vừa hay có hai tấm vé mời, chị đi với em được không? Trịnh Mỹ Linh tỏ ra thân thiết, khoác tay Tần Thanh Tâm nói.
Trịnh Mỹ Linh, em lại giở trò mèo gì nữa thế? Tần Y đi từ phía bên cạnh tới, nét mặt không vui. Trong lòng Tần Y, Dương Thanh là idol của mình. Sáng nay Trịnh Mỹ Linh không hề nể mặt Dương Thanh, còn buông lời ác ý với anh, cô ta đã ghi sổ rồi. Chị Y, em thì có trò mèo gì được chứ? Trịnh Mỹ Linh cười khúc khích, thế này nhé, em nhờ bạn em lấy thêm một tấm vé mời nữa, chị cũng đi cùng luôn nhé. Không đi. Tần Y lạnh lùng đáp. Chị còn phải trông Tiêu Tiêu nên không đi đâu. Tần Thanh Tâm cũng lên tiếng từ chối. Trịnh Mỹ Linh đảo mắt một vòng rồi nói, chị họ, em nhớ lần trước chị nói muốn mở rộng tập đoàn Tam Hòa ra thị trường Châu Thành đúng không? Thế thì chị nhất định phải tới triển lãm đồ cổ lần này. Đúng là chị định mở rộng ra thị trường Châu Thành, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc chị có đi triển lãm đồ cổ hay không? Tần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi. Trịnh Mỹ Linh cười nói, chị họ, nghe nói triển lãm đồ cổ lần này là do nhà họ Hàn quyền thế nhất tỉnh Lỵ tổ chức. Chị suy nghĩ thử đi, đó là nhà giàu bậc nhất tỉnh Lỵ đấy, nếu họ tổ chức triển lãm đồ cổ ở Châu Thành thì chẳng phải các doanh nghiệp và các gia tộc lớn ở Châu Thành đều sẽ đến tham dự sao? Chị không cảm thấy đây là một cơ hội à? Tần Thanh Tâm vốn dĩ không định đi triển lãm, nhưng nghe Trịnh Mỹ Linh phân tích vậy thì chợt thấy hứng thú. Mỹ Linh, em chắc chắn là nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức triển lãm đồ cổ chứ? Tần Thanh Tâm hơi kích động hỏi. Trịnh Mỹ Linh trợn mắt, lấy vé mời ra đưa cho Tần Thanh Tâm, chị họ, chị tự xem đi. Người mời trên thiệp là đồ cổ tập Mỹ. Chắc chị cũng biết, sau lưng đồ cổ tập Mỹ là nhà họ Hàn nhỉ? Nhà họ Hàn giàu sang nhất tỉnh Lỵ phất lên nhờ kinh doanh đồ cổ. Còn đồ cổ tập Mỹ chính là sản nghiệp dưới trướng nhà họ Hàn. Được, chị đi với em. Tần Thanh Tâm không do dự thêm nữa, lập tức đồng ý. Chị đi với nó thật à? Anh rể đã dặn em ở đây bảo vệ chị đấy. Tần Thanh Tâm lên tiếng. Cô ta không tin Trịnh Mỹ Linh sẽ tốt bụng dắt Tần Thanh Tâm đi triển lãm đồ cổ vì giúp Tần Thanh Tâm mở rộng thị trường ở Châu Thành đâu. Chị Y, chị yên tâm đi. Tuy nhà họ Trịnh của em không phải thế gia vọng tộc gì, nhưng em cũng có vài bạn bè trong mấy nhà quyền thế. Em có thể bảo vệ tốt cho chị họ, Trịnh Mỹ Linh cười nói. Tần Thanh Tâm kéo tay Tần Y, nghiêm túc nói, Y, chắc em hiểu tập đoàn Tam Hòa có ý nghĩa như thế nào với chị. Chị muốn tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa, đây là một cơ hội của chị. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Thanh Tâm, Tần Y không nỡ ngăn cản thêm nữa. Cô ta thở dài rồi nói, được, thế chị cứ đi đi, em trông Tiêu Tiêu giúp chị. Cảm ơn em nhé Y, Tần Thanh Tâm cảm kích lắm. Sau khi Trịnh Mỹ Linh chắc chắn rằng Tần Thanh Tâm sẽ đi thì vẻ mặt cực kỳ kích động, nôn nóng kéo Tần Thanh Tâm định đi luôn, chị họ, chúng ta đi mau thôi. Đừng để bị trễ giờ. Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh lén lút gửi tin nhắn, nội dung gọn lỏn, xong. Ngay khi Tần Thanh Tâm vừa rời khỏi nhà họ Châu, Tần Y đã gọi điện thoại cho Dương Thanh, anh rể, chị họ bị Trịnh Mỹ Linh dẫn đi rồi, nói là đi tham gia triển lãm đồ cổ gì đó, ở trung tâm triển lãm Châu Thành ấy. Được, bây giờ anh đi tìm cô ấy đây. Dương Thanh dứt khoát nói. Một bên khác, Trịnh Mỹ Linh đã dẫn Tần Thanh Tâm tới trung tâm triển lãm Châu Thành rồi. Mỹ Linh, em tới rồi à? Hai cô gái vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh Hào, để các anh đợi lâu rồi, Trịnh Mỹ Linh cười khúc khích nói. Lúc Tần Thanh Tâm nhìn thấy Trần Anh Hào thì cực kỳ khó chịu nói, Mỹ Linh, không phải em nói chỉ có hai chị em mình thôi à? Chị họ, em cũng không biết anh Hào sẽ tới mà. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, có anh Hào chẳng phải càng tốt hơn sao? Trịnh Mỹ Linh lo Tần Thanh Tâm sẽ bỏ đi nên vội kéo tay cô nói, nhà họ Trần là một trong hai gia tộc lớn nhất, anh Hào cũng quen biết rộng rãi nữa. Anh ấy tùy tiện giới thiệu cho chị vài nhân vật lớn thì chẳng phải chuyện tập đoàn Tam Hòa của chị mở rộng thị trường ở Châu Thành sẽ dễ như trở bàn tay sao? Sản nghiệp của mình. Tần Thanh Tâm thấy Trần Anh Hào cũng ở đó, nét mặt cô không mấy vui. Nhưng đến thì cũng đến rồi, nếu bỏ về thì sẽ có những ảnh hưởng không hay. Hơn nữa, cô đến là để làm quen với một số doanh nhân ở Châu Thành, sự có mặt của Trần Anh Hào cũng không liên quan gì đến cô cả. Nghĩ đến điều này, Tần Thanh Tâm lại có thể chấp nhận sự thật rằng Trần Anh Hào cũng đang ở đó. Thanh Tâm, sao tôi cảm thấy cô có vẻ rất thù hằn tôi? Tôi không chọc giận gì cô chứ? Trần Anh Hào đột nhiên lên tiếng với một nụ cười nhạt, trông rất giả tạo.
Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, tôi với anh không thân, phiền anh gọi họ tên của tôi. Cái tên Thanh Tâm, không phải người nào cũng có thể gọi được. Trần Anh Hào hơi tức giận, đường đường là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần khét tiếng giàu có nhất ở Châu Thành, anh ta muốn loại phụ nữ nào mà không có. Bây giờ lại bị một người phụ nữ đã kết hôn không thèm nhìn như vậy. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng anh ta không hề thể hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy vậy, Trịnh Mỹ Linh liền nói, chị họ, em nói thật với chị, thật ra thư mời của chúng ta đều là do anh Hào đưa cho, chúng ta nên cảm ơn anh ấy mới phải. Sắc mặt Tần Thanh Tâm có chút thay đổi, tỏ ra hơi do dự. Khi cô đang cân nhắc có nên trả lại thư mời hay không, thì đột nhiên sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc, vợ. Thấy Dương Thanh đi tới, trong lòng cô đột nhiên có chút luống cuống, cảm giác như mình bị bắt quả tang khi lén lút gặp gỡ những chàng trai khác sau lưng Dương Thanh vậy. Cô không ngốc, đương nhiên cô có thể nhìn ra Trịnh Mỹ Linh đang cố gán ghép cô và Trần Anh Hào, mặc dù lương tâm cô trong sáng, nhưng rốt cuộc vẫn bị Dương Thanh bắt gặp. Chồng! Giọng nói của Tần Thanh Tâm có chút áy náy. Cô vừa định giải thích, thì Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh liền hỏi, chị, sao anh ta lại đến đây? Chị gọi anh ta đến đấy à? Tâm là vợ của tôi, dù cô ấy gọi tôi đến thì đã sao? Hơn nữa cô là người ngoài, cô quản nhiều quá rồi đấy nhỉ? Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Dương Thanh đã nói, nếu không phải nể mặt Tần Thanh Tâm, anh đã tát cho cô gái này một bạt tai. Anh câm miệng lại đi, cái thứ rác rưởi, anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Trịnh Mỹ Linh quát Dương Thanh, sau đó nói với Tần Thanh Tâm, chị họ, chị có biết anh Hào đã trả bao nhiêu tiền để có được một tấm thư mời không? Thế mà chị lại gọi cái thứ rác rưởi này qua. Chị đùa đấy à, chị biết hôm nay ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ cổ ở đây không? Đó là đồ cổ tập Mỹ, được hậu thuẫn bởi gia tộc họ Hàn giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ đấy. Phàm những người đến được đây thì không sang cũng giàu. Chị để thằng ăn hại như anh ta đến đây, không phải làm cho chị mất mặt hay sao? Câm miệng. Lời nói của Trịnh Mỹ Linh khiến Tần Thanh Tâm nghe rất chói tai. Cô mắng xong, tức giận nói, dù thế nào thì anh ấy cũng là anh rể của em. Nếu em xem thường anh ấy như vậy thì thôi bỏ đi. Đã vậy, chị sẽ không dự buổi triển lãm đồ cổ này nữa. Nói xong, cô quay lưng nắm lấy tay Dương Thanh, dịu dàng nói, chồng, chúng ta đi thôi. Phản ứng của Tần Thanh Tâm khiến trong lòng Dương Thanh thấy ấm áp. Anh đã đoán được tại sao Tần Thanh Tâm lại tới đây. Anh biết rất rõ tập đoàn Tam Hòa quan trọng với Tần Thanh Tâm như thế nào. Bây giờ, để bảo vệ mình, Tần Thanh Tâm lại từ bỏ cơ hội tham gia buổi triển lãm đồ cổ và giao lưu với các doanh nhân ở Châu Thành. Trịnh Mỹ Linh ngớ cả người ra. Trong ký ức của cô ta, Tần Thanh Tâm chỉ có mối hận sâu sắc với Dương Thanh, nhưng cái cách mà Tần Thanh Tâm thể hiện ngày hôm nay thì phải giải thích như nào. Chị họ, chị đừng giận chứ. Sau này em sẽ không lớn tiếng với anh ta nữa, được không? Đây là cơ hội để các doanh nhân lớn ở Châu Thành tụ họp, cứ cho là vì tập đoàn Tam Hòa, thì chị cũng nhất định phải tham gia. Trịnh Mỹ Linh liền ôm lấy cánh tay của Tần Thanh Tâm, thì thào nói. Cô ta làm mối cho Trần Anh Hào với Tần Thanh Tâm, nếu Tần Thanh Tâm rời đi, cô ta không biết ăn nói thế nào với Trần Anh Hào. Tâm, đây quả thực là một cơ hội tốt để tiếp xúc với các doanh nhân ở Châu Thành. Hay là cứ vào xem thử đi. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói. Tần Thanh Tâm vốn đã muốn vào, Dương Thanh cũng đã nói như vậy. Sau khi cân nhắc, cô nói, được, vậy em vào xem thử. Thấy Tần Thanh Tâm đồng ý, Trịnh Mỹ Linh vô cùng hứng khởi. Còn ánh mắt của Trần Anh Hào đứng bên cạnh thì đầy suy tính. Bốn người vừa bước đến cửa sảnh triển lãm đã bị bảo vệ chặn lại. Xin chào anh Trần, anh cho tôi xem thư mời. Bảo vệ vừa nhìn đã nhận ra Trần Anh Hào, mặc dù đang yêu cầu trình thư mời, nhưng rõ ràng thái độ của bảo vệ rất tôn trọng. Trần Anh Hào khẽ cười, lấy ra ba tấm thiệp mời đưa cho bảo vệ, đồng thời nói, các anh làm rất tốt, những ai không có thiệp mời, tuyệt đối không được cho vào. Rõ ràng là anh ta đang ám chỉ đối phương, đừng vì thân phận của anh ta mà cho phép tất cả những người đi cùng anh ta vào. Anh Trần, tôi rất xin lỗi, anh chỉ có ba tấm thư mời. Nhưng lại dẫn theo tận ba người. Anh xem, đương nhiên bảo vệ hiểu ý Trần Anh Hào, cố tình nói với vẻ mặt khó xử. Tôi dẫn theo ba người sao? Anh ta giả vờ ngạc nhiên, tôi chỉ dẫn theo hai người đẹp, con mắt nào của anh thấy tôi dẫn theo ba người?
Vừa nãy tên bảo vệ tưởng rằng Trần Anh Hào muốn họ kiểm tra kỹ thư mời, lúc này mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của anh ta. Rất xin lỗi anh Trần, tôi nhìn nhầm rồi. Nhưng xin anh hãy yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ ai trà trộn vào buổi triển lãm, bảo vệ vội vàng nói rồi liếc mắt nhìn Dương Thanh. Thực ra, với thân phận của Trần Anh Hào, cho dù không có thư mời, anh ta vẫn có thể tùy ý ra vào buổi triển lãm. Thậm chí anh ta có dẫn thêm một vài người vào xem triển lãm cũng không thành vấn đề. Nhưng rõ ràng là anh ta muốn làm bẽ mặt Dương Thanh. Chị họ, em đã nói rồi mà, việc kiểm tra ở đây rất nghiêm ngặt, không thể vào nếu không có thư mời. Anh ta đến đây cũng như không, Trịnh Mỹ Linh cố ý nói. Tần Thanh Tâm không chút do dự nói, nếu đã như vậy thì chị không vào nữa. Tâm, em vào trong chờ anh sẽ vào ngay. Dương Thanh mỉm cười nói. Tần Thanh Tâm đang định nói gì đó nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt tự tin của Dương Thanh, lúc này cô mới yên tâm. Cô khẽ gật đầu, được rồi, vậy em vào trong chờ anh. Ha ha! Trần Mỹ Linh cười khinh khỉnh, có người ra mặt càng ngày càng dày, cũng ba hoa chém gió hơn nhiều. Tốt hơn hết các anh nên kiểm tra kỹ càng và đừng để ai trà trộn vào bên trong. Buổi triển lãm đồ cổ hôm nay do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức. Nếu xảy ra sự cố gì, các anh không kham nổi đâu. Trịnh Mỹ Linh trông cứ như một cô chủ của một gia đình giàu có, dặn dò bảo vệ ở cửa. Xin cô yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không để thứ rác rưởi nào vào trong đâu ạ. Bảo vệ mỉm cười, ánh mắt bài xích nhìn Dương Thanh. Ngay khi Tần Thanh Tâm và những người khác bước vừa vào sảnh triển lãm đồ cổ, nhân viên bảo vệ đã lớn giọng quát Dương Thanh, thằng nhãi, mẹ kiếp, mày còn đứng ở đây làm gì? Nếu không có thư mời thì mau cút ra ngoài đi. Dương Thanh mặc kệ tiếng quát tháo của hai tên bảo vệ, giơ tay lên liếc nhìn thời gian rồi tự nhủ, chắc sắp đến nơi rồi nhỉ. Địch, mày coi bọn tao là vật trang trí sao? Còn không cút đi. Bị Dương Thanh phớt lờ, hai tên bảo vệ cực kỳ tức giận, một tên cầm gậy cao su chỉ vào Dương Thanh, đe dọa, biến khỏi đây ngay, nếu không tao sẽ ra tay đó. Dương Thanh cau mày lạnh lùng nhìn đối phương, nếu không muốn mất việc, tốt nhất đừng sủa bừa, thư mời của tôi sẽ có người mang đến nhanh thôi. Mẹ nó, thứ chán sống, đánh nó. Tên bảo vệ kia quát lên rồi lao về phía Dương Thanh thật, không hề do dự vung cây gậy cao su trong tay về phía Dương Thanh. Dương Thanh vẫn luôn đứng tại chỗ, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương đang lao về phía mình. Khốn kiếp, dừng lại tay lại. Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hai tên bảo vệ lập tức dừng lại, họ thấy một người đàn ông trung niên đang vội vàng đi tới. Sếp Lạc, người đàn ông trung niên chính là Lạc Bân, tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà. Mà trung tâm triển lãm Châu Thành vốn thuộc sở hữu của tập đoàn Thành Hà. Dưới cái nhìn của hai tên bảo vệ, Lạc Bân chạy đến trước mặt Dương Thanh, khẽ gật đầu nói, cậu Thanh, thực sự xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Nhìn thấy Lạc Bân cung kính với Dương Thanh, hai tên bảo vệ lập tức hóa đá, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sao có thể? Hai tên bảo vệ nhìn bộ dạng cung kính của Lạc Bân, lập tức nhớ lại vừa rồi bọn họ suýt chút đã đánh Dương Thanh, sợ đến nỗi suýt đái ra quần. Trung tâm triển lãm Châu Thành thuộc tập đoàn Thành Hà, mặc dù đơn vị tổ chức buổi triển lãm đồ cổ lần này là nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ, nhưng bọn họ lại là nhân viên bảo vệ của trung tâm triển lãm Châu Thành. Ở đây, công việc rất nhàn. Về cơ bản chỉ có hai buổi triển lãm một tuần, thậm chí có khi một tuần một lần. Giờ xem ra, rất có thể sẽ mất đi công việc này. Mắt chó của mấy cậu mù rồi à, dám đánh cả cậu Thanh. Chán sống rồi đúng không? Lạc Bân lộ vẻ tức giận, vài giờ trước ông ta mới nói cho Dương Thanh biết tập đoàn Thành Hà đã ổn định, nhưng bây giờ, dưới trướng của tập đoàn Thành Hà lại có người dám ra tay với Dương Thanh. Chỉ với điều này, Dương Thanh đã có lý do để phủ nhận mọi công việc mà ông ta đã làm bấy lâu nay. Đánh tàn phế hai tên khốn kiếp này cho tôi. Từ nay về sau không được phép bước vào Châu Thành nửa bước. Lạc Bân ra lệnh cho hai người vệ sĩ phía sau. Bụp! Hai tên bảo vệ nhìn nhau, vội vã quỳ xuống nói với Lạc Bân, xếp Lạc, chúng tôi thật sự biết sai rồi, lần sau không dám tái phạm nữa. Ông tha cho chúng tôi đi. Đợi đã! Dương Thanh đột nhiên gọi hai tên vệ sĩ nói, bảo bọn họ rời khỏi đây được rồi, không cần phải đánh tàn phế đâu.
Mặc dù nhìn dáng vẻ khinh thường người khác của hai tên bảo vệ này rất đáng ghét nhưng không đến mức phải tiệt đường sống của họ. Còn không mau cút đi. Lạc Bân quát vào mặt hai tên bảo vệ. Hai tên này đâu dám cầu xin nữa, vội vàng bỏ chạy. Chủ tịch, tôi xin lỗi. Sau khi bảo vệ rời đi, Lạc Bân mới dám gọi chủ tịch. Ông ta rất day dứt, cảm thấy như mình đã làm rất tốt, nhưng lại bị cấp trên phát hiện ra lỗi sai. Dương Thanh xua tay, công ty nhiều nhân viên như vậy, ông cũng có thể nắm rõ về tình hình của mỗi một người được, đúng không? Dương Thanh không có ý trách móc Lạc Bân. Ông ta mừng thầm, nhưng Dương Thanh đột nhiên nói, đến khi ông tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh, thành lập bộ phận thanh tra để kiểm tra công việc của các bộ phận, các chi nhánh bất cứ lúc nào. Vâng, thưa chủ tịch. Lạc Bân nhanh chóng đáp lại, tôi tự vào xem, ông không cần phải theo tôi. Dương Thanh đang chuẩn bị vào hội trường, Lạc Bân đột nhiên nói, chủ tịch, còn một chuyện nữa, tôi cần báo cáo với cậu. Vừa rồi Hàn Khiếu Thiên, chủ gia tộc họ Hàn ở tỉnh Lỵ đã đến Châu Thành. Mà triển lãm đồ cổ ở trung tâm triển lãm Châu Thành do nhà họ Hàn ủy thác cho chúng ta tổ chức. Cậu xem, có nên gặp ông ấy không? Lạc Bân nói một cách nghiêm túc. Dương Thanh không cần suy nghĩ đã trả lời, không gặp. Mặc dù nhà họ Hàn là gia tộc quyền quý nhất tỉnh Lỵ, nhưng trong mắt Dương Thanh, họ cũng như những gia tộc hàng đầu ở Giang Hải mà thôi. Với thân phận của anh, đúng là không cần gặp chủ gia tộc họ Hàn. Mãi đến khi Dương Thanh rời đi, Lạc Bân mới cảm thấy nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán rồi nói với thư ký phía sau, vào đại sảnh theo dõi chủ tịch cho tôi. Nếu có ai mở mắt dám chọc giận cậu Thanh thì đuổi cổ hết ra ngoài cho tôi, bất kể người đó là ai. Vâng. Thư ký lập tức đáp lại. Cùng lúc này, các loại cổ vật được đặt trong tủ kính chống đạn tinh xảo trong căn một sảnh triển lãm rộng lớn. Mấy thứ như tranh chữ cổ, gốm sứ, ngọc bích, còn có các thứ linh tinh khác, đều có đầy đủ các loại. Hoàn toàn có thể diễn tả bằng cụm muôn hình muôn vẻ, thứ gì cũng có. Nhưng rất ít người thực sự quan tâm đến đồ cổ, hầu hết họ túm năm tụm ba trước một món đồ cổ nào đó trong khi đó lại bàn luận về những chủ đề khác. Nhìn cách ăn mặc của những người đó, biết ngay họ không phải là người bình thường. Vốn dĩ Tần Thanh Tâm muốn nhân cơ hội làm quen với những doanh nhân Châu Thành, nhưng cuối cùng lại không có ai mà cô quen cả. Hơn nữa bọn họ đều đứng tụm 2, tụm 3, cô không có cơ hội để xen vào. Trần Anh Hào vừa bước vào đại sảnh, đã bị một đám người vây quanh. Anh vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tần Thanh Tâm. Anh ta biết rõ. Tần Thanh Tâm đến đây để gặp những doanh nhân Châu Thành, nhưng lúc này anh ta lại không mảy may muốn giới thiệu giúp cô. Chị họ, không phải chị muốn làm quen với những doanh nhân Châu Thành sao? Hay là chị tới gặp anh Hào nói với anh ấy một tiếng, anh ấy rất tốt, chỉ cần chị mở lời thì nhất định sẽ giúp đỡ. Trịnh Mỹ Linh đâu phải không hiểu mục đích của Trần Anh Hào, cô ta cười rồi nói với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm mặt không chút cảm xúc, không thèm nhìn Trần Anh Hào một cái. Lạnh nhạt nói, không cần. Nói xong, cô hơi lo lắng liếc nhìn lối vào sảnh triển lãm, dù rất nóng lòng muốn làm quen với các doanh nhân, nhưng cô cũng lo lắng Dương Thanh sẽ không vào được. Trần Anh Hào cố ý phớt lờ Tần Thanh Tâm, nhưng lại thấy cô không chút đếm xỉa đến mình, khiến anh ta hơi tức giận. Thanh Tâm, cô cảm thấy buổi triển lãm đồ cổ nhà họ Hàn tổ chức lần này thế nào? Trần Anh Hào trông như một quý ông, mỉm cười hỏi. Tần Thanh Tâm khẽ liếc anh ta một cái, đã là triển lãm do nhà họ Hàn tổ chức, đương nhiên rất tốt. Sếp Trần, người đẹp này là ai? Những người đi theo Trần Anh Hào nhìn thấy Tần Thanh Tâm, ai nấy đều bất ngờ. Tần Thanh Tâm là người đẹp số một Giang Hải, điều đó đã đủ cho thấy cô là người có nhan sắc cao đến cỡ nào. Phụ nữ đẹp luôn được chào đón cô ấy là bạn của tôi. Trần Anh Hào cười nói. Sếp Trần. Chắc không phải là bạn bè bình thường đâu nhỉ. Đúng vậy, sếp Trần vẫn chưa chịu kết hôn, chắc là vì người đẹp này đây nhỉ. Sếp Trần còn trẻ, cô gái này lại xinh đẹp như vậy, hai người đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa. Sếp Trần, kết hôn đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nhé. Những người xung quanh đều a dua vào nịnh bợ. Trần Anh Hào không giải thích, mặt đỏ bừng, rõ ràng là rất hài lòng với những gì đám người này nói. Mọi người hiểu lầm rồi, sếp Trần và tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tần Thanh Tâm giải thích, tôi là Tần Thanh Tâm, tổng giám đốc của tập đoàn Tam Hòa ở Giang Hải.
Lần này tôi đến Châu Thành là để làm quen với các sếp ở Châu Thành. Câu bạn bè bình thường mà Tần Thanh Tâm nói trước đó làm cho Trần Anh Hào có chút vui mừng, dù sao thì trước đó cô cũng chả buồn nói chuyện với anh ta. Tuy nhiên, những lời nói sau đó lại khiến anh ta thầm tức giận. Hai câu nói ngắn gọn của Tần Thanh Tâm không chỉ cho thấy khoảng cách với anh ta, mà còn nhân cơ hội trò chuyện với các doanh nhân ở Châu Thành. Những người này đều là do anh ta cố ý dẫn đến để buộc Tần Thanh Tâm phải nhờ anh ta giúp đỡ, rồi mới chịu giới thiệu để bọn họ làm quen. Tuy nhiên, Tần Thanh Tâm đã không cần đến anh ta. Thay vào đó, cô mượn sức của anh ta, chẳng mấy chốc đã có thể trò chuyện rôm rả với các doanh nhân ở Châu Thành. Bất kể là ở đâu, phụ nữ đẹp luôn được chào đón. Vào lúc này, những người mà Trần Anh Hào dẫn đến đã gạt hắn sang một bên, kéo nhau vây quanh Tần Thanh Tâm, họ đã bắt đầu nói về việc hợp tác. Vâng, sếp Phương, quyết định vậy nhé. Sáng thứ hai, chúng ta sẽ bàn cụ thể về việc hợp tác. Sếp Triệu, tôi phải bàn chuyện hợp tác với sếp Phương vào sáng thứ hai, hay là buổi chiều tôi sẽ đích thân đến tìm ông? Sếp Lý, thật tốt quá, cảm ơn ông đã tin tưởng. Tôi sẽ sắp xếp người lập hợp đồng trong thời gian sớm nhất, và sẽ nhanh chóng tìm ông để ký hợp đồng. Chỉ trong vài phút, một số công ty ở Châu Thành đã bày tỏ thiện chí hợp tác với tập đoàn Tam Hòa. Một số người thậm chí còn quyết định hợp tác ngay tại chỗ. Điều này khiến Trần Anh Hào giận tím người, nhưng anh ta luôn muốn tỏ ra là một quý ông trước mặt mọi người, chắc chắn không thể nổi giận vào lúc này, nếu không hình ảnh mà anh ta đã tạo dựng bấy lâu nay sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Trịnh Mỹ Linh không ngờ rằng, chị họ của mình lại giỏi giang đến vậy. Mấy người Trần Anh Hào dẫn đến đều bị Tần Thanh Tâm thuyết phục hợp tác, hơn nữa lại trong thời gian ngắn như vậy. Trần Anh Hào liếc nhìn Trịnh Mỹ Linh, cô ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vội vã lao vào đám đông kéo Tần Thanh Tâm ra và nói, chị họ, về chuyện hợp tác, đợi đến lúc đi làm lại hãng nói tiếp. Đây là buổi triển lãm đồ cổ do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ tổ chức, nếu để cho nhà họ Hàn biết mọi người đang nói chuyện công việc, há chẳng phải đang tát vào mặt nhà họ Hàn sao? Trịnh Mỹ Linh nói dứt câu, mấy doanh nhân Châu Thành mới tỉnh ngộ, đơn vị tổ chức triển lãm là nhà họ Hàn đấy. Vì vậy bọn họ lần lượt tạm biệt Tần Thanh Tâm. Tỏ ý lần sau sẽ nói tiếp việc hợp tác. Tần Thanh Tâm có chút không hài lòng, nhưng cũng không thể nổi giận được. Thanh Tâm, có thể tính là tôi đã giúp cô một chuyện lớn rồi nhỉ? Cô nên thể hiện chút gì đó đi chứ? Trần Anh Hào bước về phía trước, cười và nói. Đó là điều đương nhiên rồi, anh Hào. Thế này nhé, tối nay em sẽ mời anh và chị họ ăn tối tại nhà hàng Bắc Viên Xuân, coi như em thay mặt chị họ cảm ơn anh. Nếu vừa rồi anh không dẫn những người đó tới, thì chị họ đâu thể tìm được đối tác chứ? Trịnh Mỹ Linh cướp lời, không để Tần Thanh Tâm có cơ hội từ chối. Nhưng Tần Thanh Tâm từ chối không chút do dự, bữa tối thì thôi vậy, tôi muốn ăn cùng với chồng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi tôi tự mình bàn bạc chuyện hợp tác với các sếp kia mà, đúng không? Vậy việc gì tôi phải thể hiện lòng thành gì với anh? Trần Anh Hào chợt nghẹn họng. Anh ta không ngờ rằng Tần Thanh Thanh không hề nể mặt mình. Trịnh Mỹ Linh cũng sững sờ hồi lâu mới nói, chị họ, chị chỉ mới bàn chuyện hợp tác với những người đó ở ngoài miệng thôi, đã có giấy tờ gì đâu, chưa hẳn sẽ thành công. Hay là thế này đi, tối nay anh Hào sẽ giúp chúng ta mời những nhà doanh nhân đó tới cùng dùng bữa, nhân tiện bàn về việc hợp tác, anh Hào thấy thế nào? Anh thì không vấn đề gì, phải xem Thanh Tâm có cần anh giúp đỡ hay không thôi. Trần Anh Hào tươi cười nhìn Tần Thanh Tâm. Vợ à, có người muốn mời ăn tối, lại còn sẵn sàng giúp liên lạc với đối tác, tất nhiên chúng ta phải tham gia chứ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ. Dương Thanh, sao, sao anh vào được đây? Trịnh Mỹ Linh bỗng ngạc nhiên nhìn Dương Thanh, đây là triển lãm do nhà Hàn tổ chức, không có thư mời thì làm sao vào được? Nhất định phải xin lỗi. Trần Anh Hào thấy Dương Thanh xuất hiện, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Từ Trịnh Mỹ Linh, anh ta đã biết lai lịch của Dương Thanh. Dương Thanh chỉ là một gã đàn ông tới ở rể, ăn mặc ngủ nghỉ đều dựa cả vào Tần Thanh Tâm. Một kẻ chẳng ra gì như thế bỗng nhiên xuất hiện ở trung tâm triển lãm này thật sự khiến anh ta vô cùng bất ngờ. Điểm mấu chốt là, vừa rồi, khi ở bên ngoài, anh ta đã cố ý ám chỉ với bảo vệ. Không có thư mời. Vì sao Dương Thanh có thể vào trong này? Chẳng lẽ anh ta lẻn vào? Nghĩ vậy,
Trần Anh Hào không hề khách sáo, nói luôn, tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi. Mặc dù nơi này là sản nghiệp của tập đoàn Thành Hà nhưng triển lãm này lại do nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ đứng ra tổ chức. Một khi bị người nhà họ Hàn biết được có kẻ không có thư mời cũng trà trộn vào được, anh chỉ có một con đường chết mà thôi. Tần Thanh Tâm bỗng thoáng căng thẳng hẳn lên, mặc dù cô biết Dương Thanh rất lợi hại nhưng nhà họ Hàn chính là gia tộc quyền quý số một của tỉnh Lỵ. Chồng, hay là chúng ta rời khỏi đây đi, Tần Thanh Tâm lên tiếng. Dương Thanh mỉm cười, năng lực của chồng em thế nào, em còn không rõ sao. Những lời này nghe vào tai cứ là lạ sau đó, mặt Tần Thanh Tâm bỗng ửng đỏ. Tuy cô vẫn còn lo lắng nhưng cũng biết Dương Thanh không phải kẻ ngu xuẩn, nếu anh đã tới đây thì chắc chắn việc này không thành vấn đề. Cái thứ rác rưởi nhà anh, muốn chết thì cũng đừng có làm liên lụy tới bọn tôi, không có thư mời thì mau chóng cút đi. Bằng không, bị người ta phát hiện được thì cũng đừng nói có quen biết bọn này. Trịnh Mỹ Linh tức giận bảo. Cô ta chỉ ước gì Dương Thanh bị người nhà họ Hàn kéo ra ngoài, nhưng lại không dám để anh bị kéo ra ngoài ngay lúc này. Dù sao Dương Thanh cũng là chồng của Tần Thanh Tâm, mà Tần Thanh Tâm lại đi cùng cô ta tới. Nếu nhà họ Hàn thật sự muốn điều tra cho ra môn ra khoai, cô ta cũng không thể rũ sạch mọi quan hệ. Bị Trịnh Mỹ Linh năm lần bảy lượt mắng chửi là thứ rác rưởi, dù có là Bồ Tát cũng không nén nổi bực bội. Dương Thanh cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, nếu cô sợ liên lụy thì cút xa chúng tôi một chút, nếu không, bị người nhà họ Hàn phát hiện ra, tôi sẽ nói là cô dẫn tôi tới đấy. Anh, đồ khốn nạn. Trịnh Mỹ Linh bị Dương Thanh chọc cho tức điên lên, ngực phập phồng, miệng hổn hà hổn hển. Mỹ Linh, thôi bỏ đi. Trần Anh Hào bỗng nhiên lên tiếng. Anh Hào, anh ta dám trà trộn vào đây như thế, nhỡ đâu bị phát hiện ra, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy đấy. Trịnh Mỹ Linh sốt ruột nói. Trần Anh Hào cười nhẹ một tiếng, yên tâm đi, nếu bị người khác phát hiện thì đó cũng là việc của anh ta, không liên quan gì đến chúng ta, đừng quên là chúng ta không hề đi cùng anh ta vào đây. Nghe vậy, mắt Trịnh Mỹ Linh lập tức sáng lên, đúng nhỉ? Dù bị phát hiện ra thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nói xong, hai người quay đầu bỏ đi. Ban đầu Trần Anh Hào còn định tìm cơ hội ở riêng một chỗ với Tần Thanh Tâm, nhưng có Dương Thanh ở đây, anh ta cũng biết, bất kể mình làm gì đều chỉ phí công mà thôi. Dương Thanh, chẳng lẽ anh thật sự lẻn vào đây à? Chờ Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh đi xa, Tần Thanh Tâm lo lắng hỏi. Dương Thanh lắc đầu cười nói, em biết Lạc Bân không? Chẳng phải ông ta là tổng giám đốc cũ của chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải đó sao? Tần Thanh Tâm hỏi. Đúng, hiện ông ta là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà ở Châu Thành, mà trung tâm triển lãm này chính là một sản nghiệp thuộc sở hữu của tập đoàn Thành Hà, vừa rồi chính ông ta dẫn anh vào đây, Dương Thanh giải thích. Sau khi từ chức ở tập đoàn Nhạn Thanh, ông ta lại thành tổng giám đốc của tập đoàn Thành Hà sao? Tần Thanh Tâm kinh ngạc thốt lên. Dương Thanh cười nói, thực ra không phải ông ta từ chức mà là anh điều ông ta tới Châu Thành này, phụ trách những công việc của tập đoàn Thành Hà. Anh lại khoác lác nữa rồi. Tần Thanh Tâm lườm anh một cái, tập đoàn Thành Hà là tập đoàn lớn nhất ở Châu Thành này, ngay cả công ty chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh cũng còn thua xa cơ mà. Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, chuyện này không phải tại anh giấu em mà là do chính em không tin đấy nhé. Ngoài miệng thì nói không tin nhưng trong lòng Tần Thanh Tâm đã loáng thoáng cảm thấy hãi hùng. Cô hiểu rất rõ con người Dương Thanh, anh ấy đâu phải loại người thích ăn nói bừa bãi. Lẽ nào anh ấy thật sự chính là chủ tịch của tập đoàn Thành Hà? Nếu quả là như vậy, thì rốt cuộc Dương Thanh giàu có cỡ nào chứ? Tần Thanh Tâm bỗng không dám nghĩ sâu hơn. Bên kia, sau khi tách ra, Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh tới sảnh triển lãm bên cạnh. Anh Hào! Chẳng lẽ anh cứ thế từ bỏ theo đuổi chị họ em sao? Trịnh Mỹ Linh lo âu nói. Trần Anh Hào cười cười, cô ấy là người đã có chồng, đồng thời cũng không có ý định ly hôn. Chẳng lẽ em còn định bảo người thừa kế nhà họ Trần như anh đây đến dây dưa mập mờ với một phụ nữ đã có chồng? Trong mắt Trịnh Mỹ Linh thoáng lóe một tia sáng lạnh, cô ta nhìn xung quanh, thấy không có ai bèn nhỏ giọng nói. Nếu em nhớ không lầm thì anh Hào hẳn là vừa thấy người đẹp đã lưu luyến không quên nhỉ. Tuy không thể cưới chị ta nhưng nếu chơi đùa một chút thì thế nào? Trần Anh Hào hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Trịnh Mỹ Linh, chẳng phải em với chị họ em rất thân thiết hay sao?
Em định tự tay dâng chị họ mình lên giường anh hả? Trịnh Mỹ Linh cười lạnh một tiếng, chị họ gì chứ? Chị ta xứng làm chị họ em sao? Thứ đàn bà rẻ rách mà thôi, cưới một tên rác rưởi vô dụng, thật đúng là nỗi sỉ nhục của nhà họ Châu. Nếu không phải vì anh Hào đây thì em chẳng thèm hòa nhã với chị ta một giây nào đâu nhé. Được, chỉ cần em có thể đưa cô ấy lên giường anh thì biệt thự bên khu hoa hồng kia sẽ thuộc về em. Trần Anh Hào nhếch miệng nở một nụ cười dâm tà, nghĩ tới nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Tần Thanh Tâm, anh ta cũng bắt đầu sốt ruột. Cảm ơn anh Hào nhiều. Trịnh Mỹ Linh mừng như điên, vội vàng cảm ơn liên tục. Em tính làm thế nào, Trần Anh Hào hỏi. Anh Hào, chẳng phải vừa rồi đã nói tối nay em làm chủ, mời mọi người bữa cơm hay sao? Chúng ta cứ làm thế này, Trịnh Mỹ Linh ghé sát miệng vào tai Trần Anh Hào, thì thào với anh ta về kế hoạch tối nay của mình. Tần Thanh Tâm còn chưa biết cô em họ mình đã tính toán bán cô cho người ta thế nào, lúc này cô vẫn đang đi theo Dương Thanh thưởng thức đồ cổ. Thật không hổ là triển lãm đồ cổ do gia tộc giàu có bậc nhất tỉnh Lỵ tổ chức, món đồ nào cũng thuộc hàng cao cấp. Nhìn mỗi món đồ cổ, Tần Thanh Tâm lại tán thưởng không ngừng. Dương Thanh thì có vẻ không đồng ý, anh cười cười, cao cấp thì đúng là có, nhưng cũng không nhiều lắm, mấu chốt là, nhà họ Hàn lại lấy cả đồ giả ra để đánh lừa qua mắt người xem. Đồ giả, sao có thể thế được, Tần Thanh Tâm kinh ngạc nói. Ngọc Như Ý kia là hàng giả. Dương Thanh chỉ vào một thanh Ngọc Như Ý bên ngoài hơi phớt hồng trong một quầy thủy tinh rồi nói. To gan lớn mật thật đấy. Lại dám nói đồ của đồ cổ tập Mỹ là hàng giả. Dương Thanh vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng tức giận bỗng vang lên bên cạnh. Khi trò chuyện với Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã hạ giọng rất nhỏ, nhưng giọng nói xen ngang kia lại cực lớn. Thế là, chỉ trong khoảnh khắc đã thu hút sự chú ý của vô số người. Quay đầu lại xem, Dương Thanh mới thấy đó là một cô gái chừng 20 tuổi. Cô ta đang đứng bên cạnh Dương Thanh. Gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn đã nhuốm đôi phần tức giận, ánh mắt tràn ngập sự bực dọc không vui. Người xung quanh nghe được lời cô ta cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Ở đâu ra kẻ dám nghi ngờ đồ cổ nhà họ Hàn trưng bày nơi đây là đồ giả thế này, nói vậy chẳng phải đang ngang nhiên đối đầu với nhà họ Hàn hay sao? Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh cũng đi tới, hai người nhìn Dương Thanh, ánh mắt vô cùng hả hê. Cô gái chừng đôi mươi kia có mái tóc buộc đuôi ngựa. Gương mặt không hề thoa son điểm phấn, đôi mắt rất to, làn da cực kỳ mịn màng, cao chừng 1m70, cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt cô ta rất trong trẻo, không phải cố ý lớn tiếng chỉ trích Dương Thanh, chỉ đơn thuần tức giận vì Dương Thanh nói Ngọc Như Ý kia là đồ giả mà thôi. Dương Thanh lại không hề hoảng loạn, anh nheo mắt cười, nhìn chằm chằm cô gái kia, nói, này em gái, theo Như Ý em nói thì cứ là đồ cổ của tập Mỹ thì chắc chắn phải là đồ thật hay sao? Đương nhiên rồi, đồ cổ tập Mỹ là sản nghiệp của nhà họ Hàn tôi, bằng vào khả năng của nhà tôi làm sao có thể lấy đồ giả ra trưng bày triển lãm. Cô gái kia lạnh lùng mắng Dương Thanh, anh dám nói Ngọc Như Ý là đồ giả, đó chính là đang nhục mạ nhà họ Hàn tôi, anh phải xin lỗi ngay cho tôi. Cô nàng hống hách, cô gái vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc, không phải vì cô ta bắt Dương Thanh xin lỗi mà là vì mấy chữ nhà họ Hàn của tôi. Chẳng lẽ cô ta là người nhà họ Hàn sao? Nhưng cũng có người vui sướng trên nỗi đau của người khác sau khi biết được thân phận của cô gái, giống như Trịnh Mỹ Linh và Trần Anh Hào. Giả chính là giả, chẳng lẽ chỉ vì đây là đồ cổ của nhà họ Hàn các người nên người khác không được nói sao? Mới đầu Dương Thanh còn kiên nhẫn nhưng khi cô ta lấy danh nghĩa nhà họ Hàn ra dọa nạt, anh bắt đầu bực bội. Dương Thanh, bắt nạt một cô gái yếu đuối như vậy, hơi quá đáng rồi đấy. Cô gái kia chưa nói gì, Trần Anh Hào đã không nhịn được, lạnh giọng nói. Dương Thanh liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp, nếu anh muốn nịnh nọt thì cút xa ra, đừng hòng đạp tôi xuống để nịnh nọt nhà họ Hàn. Còn nếu anh muốn trêu chọc tôi thì cũng cút đi, tôi không muốn lãng phí thời gian với đồ ăn hại chỉ giỏi chém gió. Mày nói cái gì? Trần Anh Hào vô cùng tức giận, mặc dù anh ta vẫn luôn giả vờ tỏ ra lịch sự. Ga lăng nhưng lúc này vẫn không thể nhịn nổi. Dương Thanh, anh chỉ là đồ vô dụng núp váy đàn bà. Anh Hào là chủ nhân tương lai của gia tộc đứng đầu Châu Thành, một thằng con rể của gia tộc lụi bại như anh có tư cách gì đứng ở đây? Trịnh Mỹ Linh cố ý lớn tiếng nói, chị họ tôi đến đây nhờ có thư mời của anh Hào. Anh vào đây bằng cách nào?
thừa dịp bảo vệ không chú ý lén lút chạy vào à? Nghe vậy, mặt Tần Thanh Tâm lập tức biến sắc. Cô biết đây là đâu, nếu Dương Thanh thật sự lén đi vào thì cả tập đoàn Thành Hà và nhà họ Hàn đều sẽ không tha cho anh. Bọn họ ồn ào ở đây khiến nhiều ông lớn của Châu Thành chú ý tới. Hiện giờ Dương Thanh chỉ mặc một bộ quần áo bình thường, trừ khí thế mạnh mẽ hơn người ra, anh không hề giống người đến từ gia tộc lớn. Cộng thêm lời Trịnh Mỹ Linh vừa nói, mọi người bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh. Trông bộ dạng của anh không giống người có tư cách được nhà họ Hàn mời tới. Người đẹp, tôi đề nghị cô lập tức kiểm tra thân phận của cậu ta. Dù sao đây cũng là triển lãm đồ cổ do nhà họ Hàn tổ chức, nếu bị kẻ xấu trà trộn vào gây chuyện sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Hàn. Trần Anh Hào bày tỏ ý tốt với cô gái nhà họ Hàn. Tôi tên là Hàn Phi Phi, đừng gọi tôi thô tục như vậy. Cô gái khó chịu nói. Lần trước Dương Thanh cứu được một ông cụ, nếu anh nán lại một lúc sẽ gặp được Hàn Phi Phi, cũng sẽ biết người mình cứu chính là chủ gia tộc họ Hàn ở tỉnh Lỵ, Hàn Khiếu Thiên. Hàn Phi Phi thấy rất ghét Trần Anh Hào. Tuy cô ta cũng ghét Dương Thanh nhưng ít nhất anh không giả tạo như anh ta. Trần Anh Hào không để bụng, cười nói, cô Hàn, chuyện là thế này, lúc tôi tới đây, cậu ta không có thư mời, còn định lén lút đi theo tôi vào nhưng bị tôi kịp thời phát hiện. Bây giờ cô có thể kiểm tra xem cậu ta có thư mời hay không. Trịnh Mỹ Linh châm chọc nhìn Dương Thanh, tôi sẽ chống mắt lên xem còn ai chịu giúp anh. Đối với Dương Thanh, hai người này chỉ là loại tép siêu không đáng nhắc tới. Nửa tháng trước trong nhà đấu giá Mạnh Ký ở Giang Hải có một cậu chủ nhà giàu họ Trần cũng đòi kiểm tra thư mời của người khác như anh. Người đó đã bị đuổi khỏi phòng đấu giá ngay trước mặt mọi người. Dương Thanh bật cười hỏi, anh ta không chịu, người phụ trách phòng đấu giá Mạnh Ký là Hồng Phúc đã tuyên bố, từ nay về sau người họ Trần không được phép tham gia đấu giá do ông ta phụ trách. Anh biết người họ Trần này tên là gì không? Chuyện này vốn là nỗi nhục của nhà họ Trần nhưng Hồng Phúc là người nhà họ Mạnh nên bọn họ không dám phản đối. Bây giờ lại bị Dương Thanh khơi lại nỗi đau trước nơi đông người, tất cả đều tò mò nhìn Trần Anh Hào. Anh ta lập tức xa sầm mặt, nụ cười thân thiện thường trực cũng không còn, tức giận nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ cười nói, nếu tôi nhớ không nhầm, người đó tên là Trần Anh Tuấn thì phải. Nghe giống tên anh thế. Hai người là anh em à? Dương Thanh giả vờ kinh ngạc hỏi. Tần Thanh Tâm tròn mắt, không ngờ anh có thể trêu tức người khác như vậy. Mày đang khiêu khích nhà họ Trần sao? Gương mặt Trần Anh Hào trở nên vặn vẹo. Từ đầu đến giờ, anh luôn khiêu khích tôi mà. Dương Thanh cười nhạt nói, kể cả tôi khiêu khích nhà họ Trần thì đã sao? Lúc này trông anh rất ngông cuồng, không thèm coi trọng nhà họ Trần. Thấy Dương Thanh bình tĩnh, Trần Anh Hào lại chột dạ. Anh ta chợt có cảm giác mình không nên trêu chọc Dương Thanh. Mấy ông lớn của Châu Thành đứng xem trò cũng cực kỳ kinh hãi. Trần Anh Hào là cậu chủ của gia tộc đứng đầu Châu Thành lại bị một người nhỏ tuổi hơn mình sỉ nhục trước mặt mọi người. Hàn Phi Phi vốn đòi Dương Thanh xin lỗi cũng im bặt, tò mò quan sát người dám nói đồ cổ trưng bày của nhà họ Hàn là đồ giả này. Được lắm, tao nhớ kỹ mày rồi. Một lúc sau, Trần Anh Hào chỉ phun ra một câu như vậy. Sau đó anh ta quay sang nói với Hàn Phi Phi, cô cũng thấy cậu ta đắc ý như thế nào rồi đấy. Tôi hy vọng cô có thể kiểm tra thư mời của cậu ta. Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Tần Thanh Tâm chỉ có thể âm thầm lo lắng, không giúp được gì. Đúng lúc này, Hàn Phi Phi chợt lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Anh Hào, cả giận nói, anh là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi làm việc. Trần Anh Hào chết sững người. Anh ta vốn tưởng Hàn Phi Phi sẽ kiểm tra thư mời của Dương Thanh, nào ngờ bản thân lại bị đối phương mắng chửi. Những người khác cũng câm như hến, ai cũng nhìn ra được cô gái nhà họ Hàn này rất ghét Trần Anh Hào. Vậy mà Trịnh Mỹ Linh vẫn ngu ngốc đứng ra nói giúp anh ta, cô Hàn, cô hiểu lầm rồi. Anh Hào không có ý yêu cầu cô làm gì, anh ấy chỉ muốn đưa ra đề nghị thôi. Đây là buổi triển lãm đồ cổ của nhà họ Hàn. Nếu loại người thấp kém gì cũng vào được thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Hàn. Cô là thứ gì? Cô có tư cách nói chuyện với tôi sao? Hàn Phi Phi lại quát mắng Trịnh Mỹ Linh, theo như cô nói, nếu hôm nay tôi không làm theo ý các người sẽ đi ra ngoài nói lung tung, nói xấu triển lãm đồ cổ của nhà họ Hàn chúng tôi chứa chấp đủ loại người phải không? Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Mỹ Linh lập tức trắng bệch, chân run lẩy bẩy suýt quỳ sụp xuống.
Cô Hàn, tôi không có ý đó. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám tung tin đồn nhảm đâu. Trịnh Mỹ Linh vội vàng giải thích. Bảo vệ đâu, đuổi đôi cẩu nam nữ này ra ngoài cho tôi. Hàn Phi Phi không thèm nghe cô ta giải thích. Ngay sau đó mấy tên bảo vệ xông thẳng tới chỗ Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh. Xin lỗi. Câu nói của Hàn Phi Phi khiến mọi người phải run sợ. Nhất là Trần Anh Hào. Nếu không phải thấy bảo vệ xông tới chỗ mình, thậm chí anh ta còn hoài nghi mình nghe lầm. Anh ta là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần lại bị đuổi ra ngoài trước mặt mọi người sao? Lại còn ở Châu Thành, sân nhà của anh ta nữa. Nhưng người đuổi anh ta là cô chủ nhà họ Hàn, anh ta không có gan phản kháng. Cô Hàn, cô không thể đuổi chúng tôi đi. Anh Hào là chủ nhân tương lai của nhà họ Trần đấy. Trịnh Mỹ Linh ngây ra một lúc rồi gào lên. Hàn Phi Phi hừ lạnh, một nhà họ Trần nhỏ bé không đáng để tôi quan tâm. Đừng nói là một cậu chủ nhà họ Trần, nếu tôi đuổi chủ gia tộc họ Trần ra ngoài, ông ta dám không cút sao? Hiện giờ Hàn Phi Phi vô cùng hống hách. Một cô gái 20 tuổi lại có khí thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là các ông lớn của Châu Thành cũng không sánh bằng. Sắc mặt Trần Anh Hào cực kỳ khó coi. Cô Hàn. Trịnh Mỹ Linh định tiếp tục cãi lại, Trần Anh Hào bỗng nhiên quát lớn, câm miệng. Trịnh Mỹ Linh bị dọa vội im bặt, sợ hãi nhìn Trần Anh Hào. Đối với cô ta, Trần Anh Hào quan trọng hơn cả Hàn Phi Phi. Nhà họ Trịnh ở Châu Thành, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người nhà họ Trần. Nếu Trần Anh Hào thực sự gặp rắc rối, không chỉ cô ta mà toàn bộ nhà họ Trịnh đều sẽ bị liên lụy. Tạm biệt cô Hàn. Trần Anh Hào bị người ta xua đuổi nhưng không muốn mất mặt, vẫn lịch sự chào tạm biệt Hàn Phi Phi rồi mới rời đi. Trước khi đi, Trịnh Mỹ Linh còn trừng mắt dữ tợn nhìn Dương Thanh. Theo cô ta thấy, mọi chuyện đều tại Dương Thanh mà ra. Nếu không vì anh, sao cô ta và Trần Anh Hào lại bị đuổi ra ngoài? Dương Thanh vẫn bình tĩnh quan sát hết thảy, giống như không liên quan gì tới mình. Kẻ đáng ghét đã cút rồi. Bây giờ anh nên cho tôi một lời giải thích đi chứ. Hàn Phi Phi chợt nói với Dương Thanh. Rất nhiều người nhìn anh với ánh mắt thương hại. Bọn họ thấy Trần Anh Hào chỉ yêu cầu kiểm tra thư mời của Dương Thanh đã bị Hàn Phi Phi đuổi đi. Vừa rồi Dương Thanh dõng dạc tuyên bố Ngọc Như Ý kia là giả trước mặt mọi người, chỉ e kết cục sẽ thảm hơn nữa. Nhưng cũng có nhiều người tò mò muốn biết Hàn Phi Phi sẽ làm gì Dương Thanh. Anh nhìn miếng Ngọc Như Ý trong tủ kính trưng bày. Bỗng nhiên lên tiếng, chỉ có ngọc tồn tại lâu đời mới hình thành vết ố do thấm nước tự nhiên. Nhưng miếng ngọc như ý này thì khác, ngọc là thật nhưng màu sắc là giả. Ngọc là thật màu sắc là giả, nghĩa là sao? Hàn Phi Phi nghi hoặc hỏi, giống như một cô học trò ham học hỏi. Mọi người thấy vậy rất ngạc nhiên, cô nàng hống hách vừa rồi đuổi Trần Anh Hào đi và bây giờ cứ như hai người khác nhau. Thậm chí nhiều người còn hoài nghi hai người họ đã quen nhau từ trước. Ngọc là hàng thật, nhưng chất lượng chẳng ra gì. Dương Thanh chẳng thèm để ý tới sắc mặt mọi người đang dần thay đổi, chỉ chăm chú nhìn thanh ngọc như ý nhuộm hồng kia, nói tiếp, người ta luôn dùng ngọc kém chất lượng để tạo ra ngọc cổ giả, ngọc không thuần khiết nên đường vân rất thô ráp, màu ngọc không sáng bóng. Giống như miếng ngọc như ý này, cô nhìn màu của nó đi, vừa xỉn vừa tối. Bởi vì nó có từ lâu đời, vết ố lại do người xưa tạo ra nên rất khó phân biệt thật giả. Loại ngọc bị thấm nước nhân tạo trước khi được tìm thấy này rất hiếm thấy. Nghe vậy, Hàn Phi Phi đi tới trước tủ kính tập trung quan sát. Đúng là sắc ngọc không thuần khiết, cũng không sáng bóng. Hàn Phi Phi không khỏi kinh ngạc nhìn Dương Thanh, nhưng chỉ dựa vào màu sắc để phân biệt thật giả không đủ sức thuyết phục. Ánh mắt của cô ta lóe lên tia giảo hoạt. Ngọc bị thấm nước tự nhiên sẽ bị đổi màu ở cả phía trong. Còn đồ giả chỉ có vết ố ở mặt ngoài. Dương Thanh cười nhạt nói tiếp, ngoài ra, ngọc thấm nước nhân tạo có vết ố màu đỏ hoặc màu xanh lục thì có thể lau bằng cồn sát trùng. Miếng ngọc này có vết ố màu đỏ, cô Hàn có thể thử xem. Hàn Phi Phi không chút do dự ra lệnh cho người đàn ông trung niên mặc vest đứng cạnh, lấy ít cồn sát trùng tới đây. Vâng thưa cô chủ, người đàn ông trung niên vội vàng rời đi, mọi người xung quanh cũng tò mò muốn biết Dương Thanh nói đúng hay sai. Hàn Phi Phi mỉm cười nhìn Dương Thanh, không ngờ anh hiểu về ngọc như vậy. Hay là sau này đi theo tôi làm việc đi, tôi đảm bảo đời này anh không cần lo cơm áo nữa. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi.
Dương Thanh không những không bị đuổi đi mà còn được Hàn Phi Phi coi trọng. Anh chỉ lạnh lùng đáp, đừng nói là cô, kể cả nhà họ Hàn cũng không có tư cách ra lệnh cho tôi làm việc. Câu nói này của anh khiến đám người còn lại đều run sợ. Đứng trước mặt người nhà họ Hàn nói nhà họ Hàn không có tư cách ra lệnh cho mình, đúng là quá ngông cuồng. Cho dù có hiểu biết về Ngọc cũng không thể phách lối trước mặt người nhà họ Hàn như vậy được chứ. Nhưng Hàn Phi Phi lại chẳng hề tức giận, chỉ cười híp mắt nhìn anh còn kiêu ngạo hơn tôi nghĩ. Dương Thanh cảm thấy kỳ quái, giống như cô ta đã biết anh từ trước. Đúng lúc này, nhân viên mang cồn sát trùng tới. Làm theo lời anh ta, thấm cồn lau miếng ngọc này đi. Hàn Phi Phi ra lệnh. Tất cả đều chạy tới vây xem. Nhân viên cẩn thận lấy miếng ngọc ra ngoài, lau bằng nước cồn. Ban đầu không thấy có phản ứng gì, nhưng khi lau đến lần thứ ba, bề ngoài miếng ngọc dần thay đổi. Nhạt đi thật kìa, bỗng có người hoảng hốt kêu lên. Màu đỏ của miếng ngọc đã phai nhạt hơn rất nhiều so với lúc đầu. Sắc mặt Hàn Phi Phi cũng dần trở nên khó coi, lau tiếp đi. Nhân viên đổ cồn vào lau thêm 7, 8 lần nữa, mỗi lần lau xong màu đỏ lại nhạt đi. Cuối cùng, màu đỏ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một miếng ngọc như ý màu trắng bình thường. Lúc này mọi người mới tin lời Dương Thanh nói, miếng ngọc cổ này là giả. Bọn họ nhao nhao nhìn sang Dương Thanh. Không ai dám coi thường anh nữa. Tần Thanh Tâm vốn đang lo lắng cho anh cũng âm thầm thở phào một hơi. Xin hỏi cô Hàn còn muốn tôi xin lỗi nữa không? Dương Thanh cười híp mắt nói với Hàn Phi Phi. Xin lỗi anh Dương, vừa rồi là tôi sai. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hàn Phi Phi vốn kiêu căng phách lối lại cúi đầu 90 độ chỉnh trọng xin lỗi Dương Thanh. Đi thẳng về phía đông. Dương Thanh cũng không ngờ Hàn Phi Phi lại trịnh trọng xin lỗi mình như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì anh chỉ ra miếng ngọc kia là đồ giả sao? Cô Hàn đừng khách sáo. Dương Thanh bỗng nhiên hỏi một câu, có phải cô Hàn quen biết tôi không? Ban đầu, Hàn Phi Phi rất thù địch anh nhưng sau đó, tuy cô ta vẫn ghét anh nhưng thái độ lại khách sáo hơn nhiều. Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh chỉ đề nghị Hàn Phi Phi kiểm tra thư mời của anh mà đã bị cô ta đuổi thẳng cổ ra ngoài. Còn Dương Thanh lại vạch trần đồ cổ của nhà họ Hàn là giả ngay trước mặt mọi người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh dự của nhà họ Hàn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Hàn Phi Phi không hề đuổi anh đi, ngược lại còn chủ động xin lỗi. Tất cả khiến anh có cảm giác cô ta quen biết mình. Rất nhiều người cũng có nghi ngờ giống Dương Thanh. Hàn Phi Phi chỉ cười đáp, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh. Dứt lời, cô ta quay người rời đi. Lúc đi tới cửa vào của sảnh triển lãm, cô ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Dương Thanh, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau đó, cô ta đi ra khỏi sảnh triển lãm. Để lại Dương Thanh ngơ ngác nhìn theo và đám người tràn ngập nghi ngờ. Sau khi bị đuổi ra ngoài, Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh lập tức rời đi. Anh Hào, tất cả là tại tên Dương Thanh chết tiệt kia. Nếu không chúng ta cũng sẽ không mất mặt như vậy, Trịnh Mỹ Linh giận dữ nói. Trần Anh Hào chỉ nghiêm mặt không nói chuyện, thầm nghĩ kế hoạch đối phó Dương Thanh. Anh ta không dám làm gì Hàn Phi Phi nhưng muốn giải quyết một thằng con rể của gia tộc thấp kém vẫn dư sức. Anh Hào, tối nay em mời cơm, gọi thêm một số người nữa. Chỉ cần anh đánh tiếng, không cần anh tự mình ra tay cũng sẽ có người giúp anh xử lý. Trịnh Mỹ Linh ác độc nói. Lúc này Trần Anh Hào mới nhìn cô ta, em đừng quên chuyện đã hứa với anh. Đưa con ả kia lên giường của anh, biệt thự hoa hồng sẽ thuộc về em. Anh Hào yên tâm, em đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cứ đợi đến tối đi, vẻ mặt Trịnh Mỹ Linh vô cùng ngoan độc. Tại phòng đế vương, phòng VIP cao cấp nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân ở Châu Thành. Ba ông già tóc bạc ngồi trước bàn ăn không lớn cũng không nhỏ. Mặc dù cả ba đều đã lớn tuổi nhưng trông chẳng khác gì thanh niên trai tráng. Trước mặt mỗi người đều có một chén rượu trắng. Trong phòng ăn cao cấp nhất lại bày ra mấy chai rượu rẻ tiền không mấy hài hòa. Ngoài cửa phòng có mấy tên vệ sĩ vạm vỡ trông coi. Có thể thấy thân phận của ba ông già kia cao quý tới mức nào. Ông Miêu, ông bảo hôm nay có người ném một hộp trà đại hồng bào của núi Vũ Di trị giá mấy chục triệu vào thùng rác sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông già ngồi ghế chính hỏi. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tôi lại thấy tức. Một người khác lên tiếng, ông Trịnh, đây là chuyện nhà ông kể đi. Người nói chuyện đầu tiên chính là chủ nhà họ Hàn được Dương Thanh cứu mạng,
Hàn Khiếu Thiên. Hai người còn lại, một là chủ nhà họ Miêu của Châu Thành, Miêu Trấn Vũ. Người còn lại là người sáng lập ra tập đoàn Đức Hoa Trịnh Đức Hoa, cũng là ông nội của Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Đức Hoa đỏ bừng mặt, thở dài nói, thông gia của tôi ở trong một thôn nhỏ của Châu Thành, không hiểu biết nhiều. Cháu rể ông ta tặng một hộp trà đại hồng bào của núi Vũ Di nhưng ông ta không thích cậu nhóc đó cho nên nghĩ đây là đồ giả, còn sỉ nhục cháu rể tơi bời. Sau đó tôi và ông Miêu tới. Ông Miêu phát hiện hộp trà bị ném vào thùng rác kia là thật, tận 200 gram trà. Cuối cùng lại bị cháu gái tôi ném vào cống thoát nước, hỏng bét hết. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên trợn trừng mắt kêu lên, 200 gram trà đại hồng bào của núi Vũ Di sao? Đúng rồi, ông biết mũi ông Miêu thính cỡ nào mà. Ông ấy nói trà là thật thì chắc chắn là thật, Trịnh Đức Hoa xấu hổ nói. Miêu Trấn Vũ hừ lạnh một tiếng, ông nói không biết ngượng à. Cháu gái ngoan của ông giật trà khỏi tay tôi ném xuống cống thoát nước. Mấy chục triệu đối với tôi chẳng đáng là bao, nhưng trà ngon như vậy lại bị hỏng mất. Đúng là lãng phí của giời. Đó là trà ngon có tiền cũng chưa chắc mua nổi đâu. Nghe nói không còn bán trên thị trường nữa, chỉ một số nhà đấu giá cỡ lớn mới có. Mà nhiều nhất cũng chỉ bán được mấy chục gam trà. Cả đời tôi chưa từng thấy 200 gam trà đại hồng bào chính tông đâu. Thật đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Hàn Khiếu Thiên tiếc nuối than thở rồi lại hỏi, ông Trịnh, chắc người con rể kia cũng không đơn giản đâu nhỉ. Có thể kiếm ra 200 gam trà đại hồng bào chính tông đem đi tặng quả là lợi hại. Trịnh Đức Hoa lắc đầu đáp, tôi cũng chưa được gặp. Lúc tôi và ông Miêu tới, người kia đã bị thông gia nhà tôi đuổi đi rồi. Một cậu trai trẻ tuổi có thể tặng trà đại hồng bào trị giá mấy chục triệu lại bị coi là đồ giả, còn bị đuổi đi sao? Thông gia của ông đúng là có mắt không tròng. Ha ha ha, Hàn Khiếu Thiên kinh ngạc cười phá lên, nếu tôi đoán không sai, chắc là thông gia của ông sẽ chết ngất sau khi biết trà là hàng thật đấy. Trịnh Đức Hoa ngượng ngùng đỏ mặt, lão càng nghĩ càng thấy ông cụ Châu quá ngu xuẩn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói lại bực mình. Miêu Trấn Vũ quay sang hỏi Hàn Khiếu Thiên, ông Hàn sao thế? Sao tự nhiên bệnh tim lại tái phát? Hàn Khiếu Thiên lắc đầu cười khổ, mấy năm trước tôi làm phẫu thuật tim. Bác sĩ nói mỗi bệnh tái phát thì tôi sẽ rất dễ về gặp ông bà. May mà hôm nay gặp được chàng trai kia, nếu không tôi đã phải bỏ mạng giữa đường, đi gặp mấy chiến hữu cũ rồi. Hàn Khiếu Thiên nhớ lại tình đồng chí năm xưa, có những chuyện đáng để nhớ cả đời. Đây cũng là lý do mà ba ông già thân phận khác biệt lại ngồi uống rượu trò chuyện với nhau ở đây. Lớp trẻ thời nay đều rất tài giỏi. Miêu Trấn Vũ cười nói, một người thì tiện tay cũng mua được trà ngon vô giá, một người lại có thể cứu sống được ông. Đây chính là che già măng mọc, đời sau mạnh hơn đời trước. Nhờ vậy đất nước mới ngày càng phồn vinh, Hàn Khiếu Thiên kích động cảm thán. Dương Thanh không hề hay biết có ba ông già chưa từng gặp anh đang hết lời khen ngợi anh. Hiện giờ anh đang hưởng thụ thế giới hai người với vợ yêu. Khó khăn lắm hai người họ mới được ở riêng với nhau. Dương Thanh cảm thấy nếu không làm gì sẽ thật có lỗi với khoảng thời gian tốt đẹp này. Tâm, em có điều gì muốn làm mà không dám làm không? Dương Thanh vừa lái xe vừa hỏi. Anh định dẫn em đi làm chuyện đó sao? Tần Thanh Tâm cười hỏi ngược lại. Kể cả em muốn sao trời, anh cũng sẽ hái cho em một ngôi, Dương Thanh dịu dàng nói. Lời thổ lộ lãng mạn này khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy bối rối. Cô im lặng hồi lâu, chợt cong môi nói, em muốn được tự do bay lượn. Được. Dương Thanh lập tức quay đầu xe lại, lái thẳng về hướng đông. Tần Thanh Tâm chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh lại cho là thật. Chẳng lẽ anh quay đầu xe để đưa cô đi bay lượn thật sao? Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Tần Thanh Tâm tò mò hỏi. Nụ hôn mãnh liệt đợi lát nữa em sẽ biết. Dương Thanh mỉm cười khẽ đáp. Tần Thanh Tâm kéo cửa kính xuống. Gió khẽ lướt qua mặt cô, thổi bay làn tóc cô. Cô ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngát lẫn trong không khí. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô lại càng xinh đẹp động lòng người. Cảnh tượng trước mắt quá đẹp đẽ. Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, đời này chỉ cần có cô bên cạnh là đủ. Nếu không phải anh đang tập trung lái xe, chắc chắn anh sẽ phát hiện cô cũng đang lén nhìn mình. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc Dương Thanh, làm nổi bật sự đẹp trai nam tính của anh. Tần Thanh Tâm nhớ lại mỗi lần mình gặp nguy hiểm đều được anh cứu giúp, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào khôn xiết.
Tần Thanh Tâm ngây người ngắm Dương Thanh, tình cảm dành cho anh cũng tăng lên. Phong cảnh bên đường dần lùi lại phía sau, dường như tiết trời mùa này ngập mùi vị hạnh phúc. 20 phút sau, một chiếc Audi A8 màu đen chậm rãi dừng lại. Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước xuống khỏi xe, chính là Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Công viên Châu Thành. Tần Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn hàng chữ lớn được chạm khắc trên bảng hiệu, kinh ngạc nói. Hôm nay là thứ bảy, trong công viên đông nghịt người. Dương Thanh chủ động nắm lấy tay Tần Thanh Tâm. Cô chỉ giãy giụa vài cái lấy lệ, lườm anh một cái rồi mặc kệ. Ở đây có thể hoàn thành điều em muốn làm. Đừng gấp, anh sẽ dẫn em đi bay lượn. Dương Thanh cười nói, em ở đây đợi anh đi mua vé. Tần Thanh Tâm chưa kịp đáp lại, anh đã chạy vọt ra quầy bán vé. Cô đứng cách đó không xa nhìn anh đứng xếp hàng sau mười mấy người, mỉm cười dịu dàng, cực kỳ xinh đẹp. Mấy cặp đôi gần đó đều bị gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô thu hút. Chẳng mấy chốc Dương Thanh đã quay trở lại. Anh giơ hai chiếc vé cho cô xem rồi dắt cô vào trong, nào, anh dẫn em bay lượn. Mãi đến khi bị anh dẫn tới khu nhảy bungee, Tần Thanh Tâm mới biết bay mà anh nói nghĩa là gì. Anh định nhảy bungee à? Tần Thanh Tâm tròn xoe mắt hỏi. Dương Thanh lắc đầu cười nói, không phải anh, mà là chúng ta. Á! Chợt một tiếng hét chói tai vang lên từ khu nhảy bungee, kéo dài không dứt. Xa xa có một bóng người rơi tự do từ trên trời xuống. Tần Thanh Tâm vô thức nắm chặt tay Dương Thanh, vẻ mặt hoảng sợ. Cô vẫn luôn muốn thử cảm giác rơi tự do giữa không trung này nhưng cô không dám đi một mình. Đến khi được chơi, cô lại hơi do dự. Hình như em đang sợ, hay là thôi nhé. Dương Thanh bật cười trêu chọc, rõ ràng đang dùng kế khích tướng. Tính cách Tần Thanh Tâm rất mạnh mẽ, háo thắng. Nghe anh nói vậy, cô lập tức từ bỏ ý định rút lui, kiêu ngạo nhìn anh, ai sợ là chó con. Bây giờ chúng ta nhảy luôn đi. Dứt lời, cô còn chủ động kéo Dương Thanh tới chỗ nhảy. Hiện giờ không có nhiều người chơi, chỉ có bốn người xếp hàng trước bọn họ, trong đó có một cặp vợ chồng nhảy đôi. Vừa nãy Tần Thanh Tâm còn tỏ ra bình tĩnh, sau khi thấy hai người nhảy xuống liền bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rịn ra đầy tay. Cô dùng sức nắm chặt tay Dương Thanh. Tâm, em nghĩ lát nữa hai người họ, ai sẽ là người hét to hơn? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Tần Thanh Tâm trợn mắt nói nhảm, đương nhiên là cô gái rồi. Anh cảm thấy chàng trai sẽ hét to hơn. Không thể nào, nhất định là cô gái. Anh xem kia, cô gái này chưa nhảy đã run chân rồi. Chàng trai cũng đang run kìa. Hay chúng mình đánh cược nhé? Cược gì? Nụ hôn của em, đồ lưu manh. Sau khi nói chuyện với anh, Tần Thanh Tâm đã bớt căng thẳng hơn. Lúc này, cặp vợ chồng phía trước đã đeo dây bảo hộ xong, chuẩn bị nhảy xuống. Chồng ơi, em sợ độ cao. Em sợ lắm, chúng ta đừng nhảy nữa được không? Chợt cô gái hoảng sợ nói, giọng nói cũng đang run rẩy. Em nghĩ gì vậy hả? Vừa rồi người đòi nhảy là em, bây giờ lại không muốn nhảy nữa. Nếu sợ còn đòi đi làm gì? Hai người đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc sắp nhảy lại nảy sinh tranh cãi. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vô cùng ngạc nhiên, nhân viên đứng gần đó cũng cảm thấy bất lực, rõ ràng đã gặp không ít trường hợp như vậy. Chồng ơi, em sợ thật mà, hay là anh nhảy, em đứng trên này chụp ảnh cho anh nhé. Cô gái sắp khóc đến nơi, toàn thân đều run lên, nhỏ giọng cầu xin. Con mẹ nó, vé hai người hết 800 đấy, em không nhảy thì vé này vứt đi à, em nghĩ anh kiếm 800 dễ lắm sao, em phải nhảy. Không muốn cũng phải nhảy. Chàng trai giận dữ không thèm để ý tới cảm giác của vợ mình, bất lình lình kéo cô gái cùng nhảy xuống. Ngay sau đó vang lên hai tiếng gào thét chói tai. Điều kỳ lạ là tiếng hét của chàng trai còn to hơn cô gái rất nhiều. Anh ta thật quá đáng. Vợ đã nói mình sợ độ cao mà còn thô bạo kéo vợ nhảy cùng. Tần Thanh Tâm tức giận mắng. Dương Thanh mỉm cười xấu xa, vợ ơi, em đừng quên vừa rồi chúng ta đã đánh cược. Em thua rồi, Tần Thanh Tâm đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh. Cặp vợ chồng kia đã chơi xong. Nhân viên đi tới thắt đai an toàn cho Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Đứng trên đài nhảy, Tần Thanh Tâm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Chuẩn bị xong chưa? Dương Thanh chợt hỏi. Hai người đứng quay mặt vào nhau. Anh nghiêm túc nhìn gương mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc của cô. Tần Thanh Tâm khẽ gật đầu, nhảy đi. Được.
Dứt lời, Dương Thanh ôm chặt cô vào lòng. Tần Thanh Tâm nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Cô chợt muốn được Dương Thanh ôm như vậy cả đời, bất giác giơ tay ôm lấy anh. Tâm, anh đưa em đi bay lượn đây. Dương Thanh mỉm cười ôm Tần Thanh Tâm nhảy xuống. Vù! Tiếng gió gào thét bên tai. Tốc độ rơi cực nhanh kích thích trái tim của Tần Thanh Tâm như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Cô nhắm mắt lại ôm chặt Dương Thanh. Á! Tiếng hét của cô vang vọng cả công viên. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh vẫn luôn mở to mắt chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, ánh mắt tràn đầy tình yêu mãnh liệt. Tâm, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Dương Thanh chợt hét lên thật to. Đây là lời hứa của anh với cô. Nghe thấy câu nói này, Tần Thanh Tâm mở to mắt nhìn anh, tim đập rộn ràng. Hai người vẫn chưa rơi tới điểm cuối cùng nhưng cô đã không còn sợ hãi nữa. Cô xúc động nhìn gương mặt kiên định của anh. Hai người dịu dàng nhìn nhau như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào tâm trí. Chờ Tần Thanh Tâm nhắm mắt chủ động hôn lên môi Dương Thanh. Anh ngây người nhìn cô một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, chìm đắm vào nụ hôn ướt át này. Một nụ hôn mãnh liệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.